Hiện tại chị đâu rồi nhờ? Hello mọi người, hello cả nhà, xin chào mọi người, xin chào các chị. Hello cả nhà yêu, xin chào cả nhà của mình. Hello các chị, hello mọi người nha, chào cả nhà của mình cuối tuần nha. Hiện tại là những chị nào đã nhận được thông báo livestream của Quỳnh Anh rồi. Các chị ơi, cho Quỳnh Anh một comment tương tác bài viết bên dưới nha mọi người. Tối nay các chị tới câu chuyện với em luôn, tối nay tới bến với em luôn. Bởi vì là tối nay Quỳnh Anh sẽ lên rất là nhiều mẫu đầm đẹp cho các chị của mình luôn á mọi người. Tối nay lên toàn là nhiều siêu phẩm không à, toàn là siêu phẩm cho cả nhà mình luôn. Rồi, hiện tại là những chị nào đã nhận được thông báo livestream rồi, các chị cho Quỳnh Anh một comment tương tác bài viết nha. Hello chị Hạnh Thái, em chào chị Kim Loan, chào chị Hồng Loan, chào tất cả các chị đang coi live luôn. Các chị ơi, mình coi live có rõ không, có bị mờ không mọi người? Mờ không Trang nhờ? Ủa chết trời, sao chị không nhận được thông báo nhờ? Rồi, chào chị Nguyễn Thị Quỳnh Thư, chào chị Hướng Dương, các chị nhận được thông báo không? Mọi người ơi, mình có nhận được thông báo livestream không nhờ? Sao Quỳnh Anh không nhận được nhờ? Ok ok, nhận được rồi. Các chị của mình có nhận được thông báo livestream của Tutu Store không cả nhà? Những chị nào có nhận được thông báo live rồi cho Quỳnh Anh một comment tương tác bài viết bên dưới với Quỳnh nha mọi người nha. Hello mọi người, xin chào cả nhà nha. Chào tất cả các chị đẹp mình đang coi livestream của Quỳnh Anh luôn. Những chị nào đã nhận được thông báo livestream rồi cho Quỳnh Anh một comment nha. Chị Trinh Lê, em chào chị nè, chào chị Trinh Phạm, nhận được hả? Bởi vì là có nhiều chị dạo gần đây cứ nói Quỳnh Anh là không có nhận được thông báo livestream của Tutu. Hình như là do các chị không tương tác á. Hình như là mọi người phải tương tác bài viết. Ví dụ như mà mình không có thời gian coi live thì mình tương tác những cái bài đăng của Quỳnh Anh đó. Quỳnh Anh có đăng trên fanpage thì các chị tương tác một cách like nè, hay là mình chia sẻ, hay là mình vô mình thả tim, hay là mình comment cũng được ha. Mình tương tác được bài viết của mình nó được nổi lên, với lại là mỗi lần mình livestream nó lên thì nó cũng sẽ nổi lên đấy. Rồi, hello chị Thanh Trần, chào chị Hân Mai, chào mọi người nha. Rồi bây giờ em Quỳnh Anh sẽ lên, ui xanh nhìn nó lên màu nhìn nó cứ bị tối đúng không mọi người? Các chị nhìn tối không? Mọi người có like có bị tối không nhờ? Chào chị Võ Thị Mai Sen, chào chị Dương Hằng. Trời ơi, tối nay lên siêu phẩm, siêu phẩm, siêu phẩm. Quà tặng cũng là siêu phẩm luôn. Vào like với em để tặng quà nha. Tặng quà, tặng quà, tặng quà đẹp. Tặng quà đẹp cho em. Đầm hoa xinh lắm mọi người. Trời ơi, nhìn cái màu là thấy mê rồi, chứ đừng có nói là tới cái hoa nữa. Cái màu là thấy đẹp rồi nha. Cái màu này là màu xanh á. Xanh này là kiểu dạng như là xanh rêu rêu. Xanh rêu rêu, màu này cực kỳ tây. Ok, bây giờ Quỳnh Anh sẽ tặng mẫu đầm này dành cho 10 chị yêu comment may mất nhất ở trên live ha. Rồi, hả? Đẹp đúng không? Ánh sáng ủ rồi đúng không? Vậy là cái điện thoại do màn hình của chị nó tào lao với đau rồi. Mới thấy cái màn hình lắc lát rồi. Hello chị Nguyễn Phương Dung nè, chào chị Nga Nguyễn nè, chào chị Suri Trần. Ok, em sẽ tặng 10 mẫu đầm hoa xinh xắn em đang mang ở trên người mình nha, dành cho 10 chị comment nhanh tay nhất và chia sẻ livestream 3 lần trên trang cá nhân cũng được, hội nhóm cũng được, nhưng mà mình thấy chia sẻ ở đâu tiện và không ảnh hưởng đến mình thì mình chia sẻ ha. Rồi, các chị chia sẻ 3 lần thôi. Ngày hôm nay thì cú pháp của mình chơi mini game thì các chị chỉ cần chia sẻ 3 lần, không cần là phải chia sẻ nhiều. Không chia sẻ nhiều nha, bởi vì là có nhiều chị là chia sẻ nhiều quá đó thì Facebook nó bị spam hay gì đó, nên là có nhiều chị bảo Quỳnh Anh là em ơi chị chia sẻ nhiều quá Facebook nó spam chị rồi. Trời ơi chết Quỳnh Anh luôn á, nên là các chị chia sẻ 2-3 lần thôi nha. Mọi người chỉ cần chia sẻ từ 2-3 lần giùm em thôi các chị yêu nha. Rồi ok chị Kim Lan, rõ là được rồi. Bởi vì là hồi sáng em tức ghê luôn á, cái điện thoại của em nó bị bể cái màn hình, xong rồi em đi thay cái màn hình, xong rồi bây giờ em coi live sao nó thua nè, những màn hình của chị nè. Nó tối, nó thui luôn. Nhìn nữa. Trời đất ơi, 3 triệu bạc của tôi. Rồi các chị ơi, cảm ơn cho em là đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại nha mọi người nha. Rồi các chị cảm ơn. Đầm 9K đúng không? Tối kinh luôn em. Đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại giùm em mọi người nha. Ghi dùm một đăng ký size, có size S, size M, size L và size XL. Các chị mặc vừa size gì thì cả nhà cảm ơn size đó nha. Size S, M, L và XL giùm em luôn. Rồi. Ơi, bên em đẹp ghê á. Do màn hình của chị á, màn hình của chị nó thay màn hình kỳ cục đi không biết. Rồi các chị comment cho em là đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại dùng Quỳnh Anh nha mọi người nha. Hiện tại có size S nè, size M, size L và size XL luôn. Từ 40 cân cho đến 60 cân các chị mặc ok ha. Hiện tại em Quỳnh Anh đang mặc cho các chị mình là size S. Hiện tại Quỳnh Anh đang mặc là size S nha mọi người nha. Đây đầm hoa, đầm này xinh lắm. Cái màu ở bên ngoài đẹp cực kỳ luôn, đẹp hơn trên livestream. Màu bên ngoài các chị nhìn nó, cái màu của nó sang hơn trên live luôn. Trên live các chị nhìn nó sẽ hơi bị vàng một chút đúng không? Nhưng mà bên ngoài mọi người nhìn cái tông màu này nó sẽ là cái màu xanh rêu rêu, tông rêu rêu. Rồi các chị comment đầm 9K kèm size nha. Size đầm cho chị đi, size cho chị đi.
Rồi, em xin chúc mừng chị đầu tiên là chị Như Thảo với số điện thoại 058. Chị đầu tiên là Như Thảo hả? Chị đầu tiên là chị Như Thảo với số điện thoại đuôi là 058 nhá. Chị đầu tiên là chị Như Thảo nha. Rồi em còn với 9 chị nữa mọi người ơi. Trời ơi, 9 chị nữa các chị chia sẻ like giùm em nha. Tối nay mọi người có còn đi chơi Noel nữa không? Trời ơi, tối hôm qua hả? 10 giờ em mới về tới nhà mà ngoài đường nó đông kinh khủng luôn á. Đông kinh hoàng luôn. Tối nay các chị có đi chơi nữa không? Em xin chúc mừng chị tiếp theo là chị Nguyễn Phan Hoài Phương có số điện thoại 818. Rồi, chị ok. Là chị Snow Moon có số điện thoại 960. Rồi, còn 7 chị nữa. Còn 7 chị nữa ha. Cứ cái chị cứ comment đi 2 phút thì đợi comment nó nhảy lên một tí xíu đã. Sau đó thì em Quỳnh Anh sẽ quay cho các chị một lần luôn. Đó, cứ tầm 2 phút thì Quỳnh Anh sẽ quay một lần đọc tên hai chị luôn ha. Để các chị mình đỡ phải đợi lâu. Đó, nên là mọi người cứ comment đi. Comment copy paste, copy paste. Thay vì mình comment nhiều quá nó mỏi tay đúng không? Thì mình cứ copy paste qua, copy paste qua thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, các chị comment là đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại giùm em Quỳnh Anh luôn các chị nha. Đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại. Quỳnh Anh đang mặc là màu xanh. Xanh này xanh rêu. Đúng rồi, xanh này xanh rêu. Rồi, em xin chúc mừng chị Nguyễn Khánh Huyền có số điện thoại 229. Chị Lê Thu Thảo có số điện thoại 499. Rồi, chị nào đặt hàng nữa thì comment liền dùm Quỳnh Anh nha. Đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại dùm Quỳnh Anh nha mọi người nhá. Đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại. Quỳnh Anh đang mặc size S cả nhà. Hiện tại Quỳnh Anh đang mặc cho các chị mình là size S. Quỳnh Anh mặc S ha. S nè, M, L và size XL cho các chị mình luôn. Từ 40 cân cho đến 60 cân các chị mặc ok nha. Rồi, đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại dùng Quỳnh Anh mọi người. Màu xanh đẹp lắm. Em xin chúc mừng chị thứ 6 là chị Phương Linh có số điện thoại 887. Rồi, chị thứ 6 là chị Phương Linh. Chị thứ 6 với tên là chị Phương Linh nha. Còn chị, còn 4 chị nữa. Còn 4 chị nữa cả nhà. Rồi, đợi mọi người comment cái đã. Đợi các chị comment cái đã rồi em xoay nha. Còn tới 4 chị nữa nên các chị tiếp tục comment trên like dùng Quỳnh Anh đồ Quỳnh Anh sẽ xoay luôn một lần luôn cả nhà ha. Đầm 9K kèm size Quỳnh Anh có size S nè, size M nè và size L nè, XL nữa từ 40kg đến 60kg nên 61 luôn ấy, bởi vì là đầm này đợt này Quỳnh Anh may nó sẽ thoải mái cái vòng eo hơn. Có nhiều chị bảo là mặc eo chị to lắm, mặc hơi bị kích đó, thì Quỳnh Anh sẽ nhận cái đầm này tới 61 cân luôn với điều kiện là các chị mình là eo 76 trở xuống, eo 76 đổ lại. Rồi đầm 9K kèm size. Cái phần tay bên này nè cả nhà, cái này là Quỳnh Anh đã may cho mọi người là cố định cái phần tay luôn rồi á. Thì cái dây này nha mọi người không cần phải rút nữa, mà các chị chỉ cần cột nơ thôi. Chứ còn cái phần này nè là Quỳnh Anh đã may cố định rồi, là may nhíu sẵn cho mọi người luôn cho nó tiện, các chị đỡ phải rút. Mọi người mà rút á thì nó sẽ dễ bị lịch hai bên ấy, nên là Quỳnh Anh sẽ may trực tiếp tạo điểm nhấn cho mình luôn, khỏi phải rút gì cả. Rồi cột nơ là được. Đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại nha. Hiện tại Quỳnh Anh đang mặc ở trên người mình là size S mọi người nha. Size S, eo chị nào size S là eo dù Quỳnh Anh là từ 63 cho đến giúp Quỳnh Anh sẽ là eo 66, các chị mà S đẹp 63 đến 66 nha mọi người nhá. Đầm này co giãn, đầm này chất co giãn bởi vì nó là lụa Nhật, chất cực kỳ co giãn luôn và không nhăn. Cái đầm này rất là đẹp luôn, mượt nha. Ở đây nè, may nhíu nhẹ cho mọi người, các chị mặc cái này khỏi sợ lộ bụng luôn. Cái form này cả nhà mặc mới không thấy bụng nè mọi người nè, chắc chắn với các chị mình luôn. Đầm này mặc chị nào thấy bụng trả, Quỳnh Anh trả tiền lại cho mọi người luôn ha, không lấy tiền các chị mình luôn. Đầm 9K có số điện thoại 292. Đây, đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại dùng Quỳnh Anh mọi người nhá. Thế còn cái được rồi em. Rồi, đầm 9K kèm size và kèm số điện thoại giúp Quỳnh Anh. Đây cả nhà, Quỳnh Anh đang mặc S, mọi người thấy rõ không? Mọi người có like sáng rõ không? Chứ cái điện thoại Quỳnh Anh nó hơi tối. Điện thoại Quỳnh Anh này, nó tối hù à. Do như gió màn hình thay á. Màn hình nó thay cho mình cái màn hình gì kỳ cục vậy trời. Thôi ngày mai qua chửi quá. Vậy rồi, em xin chúc mừng chị em xin chúc mừng chị Loan Thanh là chị thứ 8 được tặng đầm 9K có số điện thoại đuôi là 552. Rồi, chị nào comment nữa thì nhanh tay comment giùm em nha các chị. Hello chị Linda Nguyễn nè. Chào cả nhà, chào mọi người. Các chị vào like cùng em đi. Các chị comment là đầm 9K kèm size đi. Mọi người cứ chơi mini game đi. Bởi vì là mini game thì nó hơn xui á các chị. Sẽ có chị là nhận được, các chị chỉ không nhận được quà. Nhưng mà thật sự nha, em thấy á là nếu như mà các chị thật sự là mình chia sẻ livestream và mình tương tác và viết với Tutu thì kiểu gì một lần nào đó các chị cũng sẽ được nhận quà. Bởi vì em thấy thì đa số là khách của Tutu khá là nhiều á, nhưng mà hệ thống laptop nó sẽ xoay á thì nó hên xui. Tự nhiên hôm nay mình được nhận quà,
cái tuần sau cái tự nhiên cái hệ thống nó sai tới tên mình tiếp, cái là mình lại được nhận tiếp. Nói chung là do hệ thống nó sai thôi, các chị cứ chơi và comment cho em là được ha. Rồi cả nhà comment là đầm 9k kèm size và kèm số điện thoại. Quỳnh Anh đang mặc size S, hiện tại Quỳnh Anh đang mặc S mọi người, có size M nữa, size L và size XL nữa nha. Từ 40kg đến 60kg các chị mặc ok á. Hiện tại là em Quỳnh Anh đang mặc, các chị mình size S nè. Ui cái đầm này đẹp lắm, đầm này form đẹp, với lại cái vải cũng đẹp mà cái màu, màu xuất sắc luôn, màu đầm này xuất sắc luôn. Rồi ok, đọc tên giùm chị luôn nha ơi, chị bán luôn nè. Đọc tên giùm chị luôn, chị bán. Đầm này hôm nay rẻ lắm, đầm này hôm nay cực kỳ rẻ. Quỳnh Anh sẽ để giá cực kỳ ưu đãi cho các chị yêu của mình luôn nha. Đầm hôm nay chỉ có bí mật nè, đầm hôm nay nha, hiện tại là Quỳnh Anh chỉ có sẵn 200 đầm thôi. Nếu như mà chị nào comment nhanh tay trước thì Quỳnh Anh sẽ để đơn cho mình, còn chị nào comment sau thì Quỳnh Anh chưa biết là còn vải màu này về hay không, nên là mọi người lát nữa comment lẹ tay nha. Quỳnh Anh nhắc trước để các chị lát nữa đọc mã xong mọi người comment. Rồi đọc tên cho chị say chị luôn mới được. Dạ rồi, em xin chúc mừng chị Phương Mai có số điện thoại 192 để chúng ta tính ra. Rồi chị Phương Mai là chị tiếp theo nha. Rồi các chị comment là đầm 9k kèm size và kèm số điện thoại thì Quỳnh Anh nha, ghi size nữa. Các chị mặc size gì thì cả nhà mình ghi size đó. Hiện tại Quỳnh Anh đang mặc cho các chị mình là size S nha mọi người. Hiện tại là Quỳnh Anh đang mặc S, có M, có L và có XL cho các chị mình nữa. Hả, còn không? Hả? Rồi chị nào câu rồi đầm này hiện tại vui, đầm này chết rồi, đầm này hiện tại là có 200 đầm lạnh chắc cháy thơm quá. Đầm này là đã có khách nhắn tin inbox cho Quỳnh Anh là em ơi Quỳnh Anh ơi cho chị lấy sỉ đầm này đi, chết rồi làm sao mà sỉ đây, em không có bỏ sỉ được. Có chị nhắn tin Quỳnh Anh kêu bỏ sỉ, không bỏ sỉ được. Em xin chúc mừng chị cuối cùng là chị Phạm Bảo Trân có số điện thoại 344. Em xin đọc lại 10 chị được trúng đầm 9k. Chị đầu tiên là chị Như Thảo, Nguyễn Phan Hoài Hương, Snow Moon, Nguyễn Khánh Huyền, Lê Thu Thảo, Phương Linh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lan Thanh, Phương Mai và chị Phạm Bảo Trân. Chúc mừng 10 chị. Rồi, 10 chị được đọc tên là sẽ được nhận đầm này với giá 9.000 nha. 10 chị có tên sẽ được nhận đầm này với giá 9.000. Ok, bây giờ em Quỳnh Anh sẽ lên cho các chị mình đầm này luôn này, giá nè mọi người nè. Đầm này hiện tại ngày hôm nay giá chỉ có là 129.000 cho các chị mình thôi. Một mức giá phải gọi là cực kỳ ưu đãi luôn. Bởi vì là cái đầm này, cái họa tiết hoa này á, thì Quỳnh Anh chỉ về cho các chị mình là một cái lô ít lắm mọi người, không có nhiều nha. Nên là thật sự là Quỳnh Anh không có thể nào mà chốt hơn được. Hiện tại đầm này 200 đầm dành, hồi nãy là tặng mấy cái rồi nhờ, tặng 10 hả, trừ đó giùm chị, còn 190 đầm nha các chị nha. Chị nào chốt đơn comment giúp Quỳnh Anh mã đặt hàng DN58, ok ha, DN58 129.000 nhiều Quỳnh Anh luôn các chị nha. DN58 đầm này Quỳnh Anh không may túi nha mọi người nha, không túi, bởi vì là ở đây thì sẽ có may cho các chị là nhíu nhẹ ở đây, thì may cái túi ở đây nó sẽ bị gồ á, nhìn nó sẽ bị rối, nên là tùy đầm mới may túi thôi. Đối với dáng đầm này thì chị may là dạng xếp nhẹ ở đây cho các chị mình nè, với lại là xếp ở tay. Đầm này có size S, size M, size L và size XL nha. Rồi bây giờ bắt đầu Quỳnh Anh trước đơn DN58 kèm size, kèm số điện thoại giùm em Quỳnh Anh luôn. Hiện tại Quỳnh Anh đang mặc cho các chị mình là size S. Size S chị nào mà ngực từ 82 đổ lại và eo giúp Quỳnh Anh là từ 63 đến 66. Size M các chị vòng eo là từ 67 cho đến 69 như Quỳnh Anh. L các chị vòng eo từ 70 cho đến như Quỳnh Anh là 73. XL các chị vòng eo từ 74 đến 76 nha. Đối với cái đầm này nha mọi người, bởi vì nó co giãn và cái đầm này á, thì Quỳnh Anh may cho các chị vòng eo nó khá là thoải mái hơn, để các chị mình mặc á, thoải mái hơn nữa. Nhích lên được một size đó là 61 cân các chị mặc ok ha. Giãn đầm này 61 cân mặc ok. DN58. Rồi bắt đầu chốt đơn cho chị là từ chị Thanh Thúy, à quên chị gì đây, chị Kim Ngân trở đi. Rồi DN58 kèm size và kèm số điện thoại nha mọi người, 129.000 em đầm này. Cái màu của nó đẹp, màu này đẹp, màu này dễ thương. Cái màu này á, mặt trắng da cực kỳ luôn. Màu này là màu xanh mà kiểu dạng như là xanh rêu á mọi người, xanh rêu rêu á. Cái màu này mặt cực kỳ trắng da mọi người, có họa tiết của nó nè. Màu này bên ngoài đẹp lắm, đẹp hơn trên line nhiều. Chị Lê Bi comment lại, chị Lê Bi lấy size gì và số điện thoại em mới lên đơn được nha. Có size S, size M, size L, XL. Size S thì chị nào eo từ 63 đến 66. M các chị vòng eo như Quỳnh Anh sẽ là từ 67 cho đến như Quỳnh Anh là 69. Và L các chị từ 70 cho đến là 73. Và XL sẽ là từ 74 đến 76 cho vòng eo. Mọi người nhớ nhá, mọi người nhớ vòng eo như Quỳnh Anh S, M, L và XL ha. DN dùng Quỳnh Anh là DN58 mọi người nhớ. DN58 như Quỳnh Anh luôn.
Cái màu hiện tại Quỳnh Anh đang mặc là màu này, là màu xanh mà kiểu dạng như là xanh rêu rêu. Và cái nền đó, cái nền của nó sẽ là màu xanh này, là xanh xanh min. Cái nền của nó là xanh min, còn cái hoa là xanh rêu. DN58 kèm size và kèm số điện thoại nha. Một màu duy nhất cho các chị yêu của mình thôi. Hiện tại có size S, M, L và size XL. Thật sự là cái đầm này á, không phải là bởi vì là cái họa tiết này của nó không có nhiều, chứ không mà có nhiều là Quỳnh Anh về hàng rồi. Chị Ngọc Mai mặc đầm này được này, ok luôn. Chị Ngọc Mai mặc cho em size M là ok luôn á. Rồi DN58 kèm size kèm số điện thoại. Các chị cho Quỳnh Anh vòng eo nha, bởi vì đầm này co giãn. Em đầm này nó co giãn nên là các chị mình có thể là cho Quỳnh Anh vòng eo để Quỳnh Anh tư vấn chuẩn hơn ha. Bởi vì cái đầm này cái vòng eo mặc khá là thoải mái cho các chị mình luôn. Co giãn thoải mái. Đây, ở phần tay có hơi nhíu nhẹ cho mình nè. Nói chung là đầm hoa á, đợt Tết này về lựa được bao nhiêu cây vải mà hoa đẹp 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 là Quỳnh Anh lên hết. Hồi sáng Ngọc có lên cho mọi người rồi đúng không? Hồi sáng có lên là đầm cháy hàng luôn. Tối nay Quỳnh Anh lên mẫu khác. Chị nào chốt nhanh nha, sắp hết rồi mới được. Rồi ok, hiện tại đầm này sắp hết rồi nha. Quỳnh Anh chỉ nói là 200 đầm, hồi nãy tặng 10 đầm là chỉ còn 190 đầm thôi. Nên là Quỳnh Anh sẽ chốt từ trên xuống dưới, chuẩn bị Quỳnh Anh qua mẫu nha. Tối qua mình có cầm bên trên like đặt mã DN47 mà không thấy sắp phản hồi, inbox là chưa thấy chốt đúng không? Dạ đúng rồi chị Vi Nguyễn, dạ đúng rồi đó chị. À, và nhiều khi là chị Vi Nguyễn đặt hàng nhưng mà không có tin nhắn là bởi vì là hết size của chị Vi rồi á. Chứ thường thường là bên em là chốt từ trên xuống dưới á, là tới tên chị nào mà còn size là em vẫn chốt nha. Em không ưu tiên ai hết trơn á, em chốt công bằng thôi, em chốt từ trên xuống dưới. Chị nào cảm ơn trước thì em chốt trước cho mình à. Rồi, DN58 giùm em nha cả nhà. DN58 kèm cho em là size và kèm số điện thoại. Hiện tại em đang mặc cho các chị mình là size S. Size S, size M, size L và size XL luôn. À, cái size S này thì các chị mình là eo từ 40 cho đến ông lộn. Eo từ 63 cho đến eo số 6 nha. M là eo từ 67 này cho đến là 69 nè. L là các chị vòng eo từ 70, eo trên rốn, em là đo trên rốn 70 cho Quỳnh Anh cho đến các chị mình là vòng eo 73. Và XL sẽ là 74 đến 76. Và mọi người nhớ nha, vòng eo đo trên rốn. Đặt lẹ mọi người ơi, chị Giang Nguyễn ơi, mình mặc cái đầm này cho Quỳnh Anh là size M. Giang Nguyễn mặc M, rồi báo size chị tình yêu. Rồi, hiện tại hết size M luôn. Hết M luôn, chị nào comment ở bên trên là có đơn nha. Hiện tại là hết M. Bây giờ là chỉ còn size S, size L và size XL cho các chị mình thôi. Trời ơi, tối nay Quỳnh Anh toàn lên siêu phẩm không ạ? Mọi người yên tâm đi, tối nay đồ rất là ít, số lượng cực kỳ ít luôn. D, N, đầm tối nay toàn là đầm xịn không ạ? DN58129000, hiện tại còn size S nè, size L và size XL nha. Cái đầm này mọi người mặc nó sẽ dài qua đầu gối một tí xíu. Đó, các chị mặc form nó sẽ dài qua đầu gối một tí xíu như vậy nè mọi người nè. Đó, xinh không? Dài qua gối một chút à. Rồi DN58 chị Chibi ơi. Chị Chibi comment lại nhanh nè, không hết size. Chị Chibi comment trên một dòng, trên một dòng luôn. DN58 kèm size kèm số điện thoại. Mình đừng có ghi số điện thoại riêng bởi vì là rất là nhiều comment và Quỳnh Anh sẽ chốt theo hệ thống. Bên shop sẽ có một hệ thống và chốt đơn. Hệ thống nhập cập nhật những comment đúng và các bạn sẽ phải chốt tay một lần nữa. Quỳnh Anh phải bắt các bạn chốt tay một lần nữa để chuẩn xác nhất và công bằng nhất. Rồi hết L luôn. Vậy là còn size S và size XL. Vậy là còn hai size nha. Là bây giờ là còn size S và size XL cho các chị mình. Hai size duy nhất là S và XL. Rồi sắp hết luôn rồi cả nhà. Hiện tại là còn size S và size XL nha mọi người nha. Còn S và XL. Còn có ít đúng không? Còn bao nhiêu cái thì có chị đúng nhá. Rồi, vậy là còn size S. Vậy là còn size S các chị ơi, còn 14 cái size S nữa. Chị nào nhận được tin nhắn là có đơn rồi nha. Chị nào nhận được tin nhắn đầm này là có đơn rồi, mọi người đừng buồn ha. Em đầm này hết. Chuẩn bị Quỳnh Anh sẽ lên tiếp tục một em đầm hoa cực kỳ đẹp luôn để bù đắp cho các chị mình. Ví dụ như mà bây giờ là chị, các chị chưa nhận được tin nhắn của đầm này là chứng tỏ mình không có đơn đầm này. Bởi vì các chị comment sau những chị khách khác. Chứ không phải là tu không chốt đơn cho mọi người đâu, mọi người đừng hiểu nhầm nha. Bởi vì mình là người bán mà, ai không muốn bán hết đúng không cả nhà. Nhưng mà cái vải này thì Quỳnh Anh nhập về á. Cái vải này Quỳnh Anh nhập về cho mọi người lụa Nhật nó rất là đẹp. Nó không phải là hàng thun. Hàng thun các chị mặc nó thường lắm, nhìn nó sến lắm. Hàng này là lụa Nhật nó sừng sò hơn, chất sò đẹp hơn. Với lại co giãn một cái form lên, nó co giãn một cái form nhìn nó xịn hơn, sang hơn. Hiện tại là còn size S thôi. Chị nào mà eo dù Quỳnh Anh là từ 6 hết luôn ạ. À? Ok, chị qua mẫu luôn. Đưa chị cái chuẩn bị cái đầm hoa kia luôn lên cho khách, bù đắp cho khách luôn nè. Rồi, DN58 nha mọi người, hết sạch. Hết sạch nha. Đầm này chị nào 190 đồng hết sạch. Chị nào có tin nhắn là mình sẽ có đơn nhá. Chị nào có tin nhắn là có đơn. Ok, đầm này Quỳnh Anh ngưng chốt nha, bởi vì là hết rồi, vải Quỳnh Anh cũng không có để về luôn á. Vải nó có nhiêu đây à? Rồi, Quỳnh Anh qua mẫu cả nhà. Lên cho các chị một em siêu phẩm tiếp theo. Đầm hoa màu xanh hết thì bây giờ Quỳnh Anh lên cái đầm hoa này còn đỉnh nữa.
đầm hoa này nha, còn đang chưa kịp chụp hình để đăng Facebook luôn là mọi người biết rồi đó. Còn đảm bảo là để tối nay còn đang lên live mà hết thôi khỏi chụp luôn. Mà ai về hết thì hết luôn rồi, hết luôn rồi. Rồi bây giờ sẽ lên một em đầm tiếp theo. Chị nào có tin nhắn là có đơn nha. Chị nào có tin nhắn là có đơn nha cả nhà. Nhớ chứ còn đang có tin nhắn có đơn. Rồi lên mạng tiếp theo luôn. Lên mạng tiếp theo cho cả nhà của mình luôn. Ui cái đầm này Quỳnh Anh sẽ tặng kèm dây beo. À đặc biệt là em đầm chuẩn bị Quỳnh Anh lên em đầm này. Chị nào bầu bì có thể mặc được em đầm này giúp Quỳnh Anh luôn nha. Hiện tại em đầm chuẩn bị Quỳnh Anh lên cho các chị mình. Chị nào bầu bì có thể mặc được em đầm này rất là dễ thương. Ui cái hoa này xuất sắc luôn. Tặng kèm dây beo thắt lưng cho các chị yêu của mình luôn nha mọi người nhớ. Rồi đợi tí xíu Quỳnh Anh gài cái dây nịt. Xinh quá à. Cái đầm này là bầu bì mặc được luôn nè. Đầm này mà mấy chị mà có bụng nó mặc đẹp nè. Đầm này cũng đang chưa kịp lên hình cho mọi người luôn ấy. Có sao chị vậy? Rồi ok, lên mã mới cho các chị yêu của mình nha. Rồi lên mã mới cho cả nhà của mình luôn mọi người. Được không cha? Lấy cái này nè. Ok, được rồi. Lên mã mới. Rồi bây giờ lên mã mới tiếp theo nha. Lên mã này nhanh tay nha, bây giờ đọc luôn nè. DN59. Rồi đầm này DN59, đầm này cũng cực kỳ ít luôn. Đầm này chỉ có 150 đầm thôi. DN59 nha Quỳnh Anh. Đầm này 145.000 Quỳnh Anh, chất lụa mango nha. Vải đầm này cực kỳ dày và đẹp luôn. Và cái vải này đảm bảo các chị mình nha, không nhăn, giặt không bị phai màu luôn. DN59. Đầm này Quỳnh Anh đặt cho các chị nào mà đặt trong line này, Quỳnh Anh tặng kèm dây beo mini cho mọi người. Dây beo này là dây beo Quỳnh Anh đặt tặng riêng cho các chị mình luôn á. Chỉ cần các chị đặt đầm các chị sẽ nhận được dây beo ha. Và ở đây nè, ở đây thì mọi người nha, Quỳnh Anh có may cho các chị ở đằng trước này, các chị mở được nè. Đó, cái chỗ này mình mở được cái cổ, tay là tay phồng. Màu rất đẹp, màu này mọi người biết màu vàng mỡ gà đó. Màu vàng mỡ gà, màu này mặc cực kỳ sang. DN59 đi cả nhà, nhanh tay đi chứ không là hết nữa. DN59 của đang chỉ có 150 đồng. DN59 nha. Hiện tại đầm này sẽ có lót bên trong cho các chị mình luôn cả nhà nè. Có lót, cái màu vàng này là vàng mỡ gà nha mọi người. Tông này là tông vàng mỡ gà nha. DN59. DN58 hết sạch nha, đầm hoa kia Quỳnh Anh hết rồi. Chứ mà có nhiều thì Quỳnh Anh về rồi đó mọi người. Bởi vì là vải có nhiêu đó thôi ạ. Vải đợt này săn khó lắm các chị biết không? Ở bên Trung á thì bây giờ là đã đóng tất cả các biên rồi. Đó, bởi vì là ở bên đó thì bây giờ năm nay nghỉ Tết sớm nên là đóng tất cả các biên rồi. Nên là khó mà về được vải lắm, thiệt luôn. Về được mấy lô vải là lên được nhiêu đây á. DN59 cả nhà nhá. DN59 như Quỳnh Anh. Đầm này là 145.000 thôi à. Tay phòng nha, ở bên dưới nè mọi người nè. Ở bên dưới các chị mang nó sẽ là kiểu dạng như là ở đây thì Quỳnh Anh dạng xếp tầng cho mọi người. Trời ơi, ở bên ngoài các chị mặc đẹp lắm cả nhà ơi nè. Ui đẹp quá Trang ơi, ở ngoài xinh ha. Cái màu vàng mỡ gà xinh ghê luôn á. DN thì Quỳnh Anh là DN59 nha. Chưa kịp đọc cái đầm màu xanh, trời ơi chị Như Hằng đầm xanh em hết rồi chị Như ơi. Chị Như Hằng ơi, cái đầm xanh chị biết sao không, đầm xanh em không có vải. Chứ có vải là em lên 500-600 bán luôn á. Bởi vì là có nhiều một lô vải như vậy, một cây như vậy á, thì em lên được là 200 đồng tròn luôn, hên là lên được 200 đồng á. Chứ em còn sợ thiếu được kìa. Rồi, DN59 nha, 145.000 đồng này dùm em nha. DN59145. Cái đầm này nè, chị nào mà bầu bì bon chen được. Bởi vì mọi người sao không, nếu cái chị bầu bì cái chị mặc em đầm này khỏi mang em thắt lưng luôn cũng được nữa ha. Cái đầm này thì size S đó, Quỳnh Anh nhận các chị mình là từ eo 63 cho đến eo 66, 67 được luôn ấy. Đầm này nè, eo 63 đến eo 66, 67 các chị mặc được luôn á mọi người. Đầm này dễ thương. Lên cho Quỳnh Anh là DN59. Đó, cả nhà lên mã là DN59 cho Quỳnh Anh nha. Này mọi người nè, ở bên dưới nè các chị có lót bên trong. Dây beo tặng kèm á, Quỳnh Anh tặng kèm chứ không phải là Quỳnh Anh thắt lên cho đẹp đâu. Các chị đặt đầm, các chị sẽ được tặng cái sợi dây beo rồi đi kèm cho mọi người luôn ha. Rồi các chị lên mã DN59 kèm size. Quỳnh Anh có size S, size M, size L và size XL cho các chị mình ha. Size S, size M, size L và size XL. Size S là những chị nào mà eo từ 60 cho đến eo 64 nha. Á lộn lộn, eo 63 cho đến eo 66. Size M các chị eo từ 67 cho đến là eo dù Quỳnh Anh là 69. L là các chị eo từ 70 cho đến là Quỳnh Anh là eo 73 và XL sẽ là eo 74 đến 76, 77 luôn. Đối với đầm này Quỳnh Anh sẽ nhận các chị mình eo tới 77 luôn nha mọi người. Không phải là đầm nào cũng nhận eo 77 đâu. Nhưng mà riêng em đầm này Quỳnh Anh nhận các chị mình eo 77 luôn. Eo 77 luôn.
Rồi, ok. Lên giúp mình ăn đợt này là DN59 nhá. DN59 đó mọi người. Màu này đẹp lắm các chị ơi, màu này mọi người mua không hối hận đâu. Màu này là màu vàng kiểu dạng như là vàng mỡ gà á. Tông này là tông vàng mỡ gà nên là cả nhà mình mà đặt cái tông vàng mỡ gà này mọi người không hối hận đâu, màu này mặc xinh lắm. Với lại là màu này các chị mặc sao giờ trắng da. Màu này các chị mặc trắng da chứ màu này không có bị tối. Màu này với lại cái mẫu đầu lai của nó mặc đẹp. Màu đẹp. Rồi, hiện tại hết size M và hết size L. Bây giờ là chỉ còn size S và size XL. Chị đã có tin nhắn rồi là có đơn rồi nha. Bởi vì là các bé sẽ gửi tin nhắn qua liền luôn. Hôm nay mình nên cho hai bé chốt luôn để gửi tin nhắn cho nhanh, các chị đỡ phải đợi. Để mình biết được là đầm nào mình có hàng, đầm nào mình không, để mình còn săn những cái mẫu sau ha. Rồi ok, tối nay tới bến luôn. Đúng rồi, tối nay tới bến luôn. Tối nay tới bến luôn, tối nay đồ thật toàn size lẻ lẻ không ạ. Mình đang lên tất lắm luôn á. Rồi DN59 của mình anh hiện tại là còn size S và size XL nha. Còn hai size, size S và size XL, hai size duy nhất. Được, chị Trầm Hương ạ, chị Trầm Hương đổi chưa, cảm ơn lại chưa? Hết size rồi. Ờ, vậy là không chút cho chị đó được. Được chưa, còn đúng không? Ờ, rồi ok, đổi cho chị luôn kìa. DN59 giùm em các chị nhá. DN59 giùm em nha. Chị nào đặt hàng không biết mặc size gì mình chắc chắn mình ghi size giùm em, hoặc là mình ghi DN59 chiều cao cân nặng vòng eo số điện thoại. Chứ mà các chị mà comment mà các chị đổi size một hồi là có những chị khác comment trước mình mất tiêu rồi, là lúc đó là mình không đổi kịp ấy. Rồi DN59 còn size S và size XL. Size S thì chị nào mà cân nặng như mình đang là từ 45kg cho đến như mình đang là 49 cân, và vòng eo là từ 63 cho đến là 66 các chị mặc S được nha. Và vòng eo các chị nào mà 67 các chị mặc đầm này sẽ S được luôn. Còn đối với size XL thì các chị vòng eo từ 74 cho đến là 77 được luôn ha. 74 đến 77 đối với đầm này. Đầm này là lụa mango, chất này có độ co giãn ít thôi. Nhưng mà cái vải lụa này nè, được cái là cái chất của nó sẽ không nhăn. Các chị nhận hàng được kiểm tra luôn. Ok, hiện tại đâu hồi nãy là còn size S và size XL mà. Còn L hả? Ok. Hiện tại là bây giờ là chỉ còn size L thôi các chị. Đầm này eo 67 mặc S được nha chị Hằng Nguyễn ơi. Dạ được. Hồi nãy em mới nói đó là đầm này eo 67 mặc S được, bởi vì là cái đầm này em may cái phần eo nó thoải mái cho các chị mình. Sau đó mình sẽ đeo cái dây bèo vô. Nên là các chị mang mà ví dụ như mình nhỉnh xăm một tí á, mình mặc được size S nha, eo 67 mặc được. Tùy đầm, nhưng mà đầm này là chị mặc được. Rồi hiện tại đầm này chỉ còn size L. Hiện tại là em đầm này chỉ còn cho các chị mình size L thôi. Chị nào chốt đơn nữa thì nhanh tay comment trên like giùm em luôn các chị nha. Hiện tại đầm này chỉ còn size L. L là các chị của mình sẽ là cân nặng từ 50 cho đến là 55-56kg. Và vòng eo sẽ là từ 70 cho đến là 74 nha. 70 đến 74 các chị mặc size L được á. Những chị nào mà eo 69 các chị mặc đầm này size L thì mình phải đeo belt. Còn chị nào eo 70 cho đến là 74 các chị mặc L là ok luôn. Đeo belt là đeo lơi lơi thôi cũng đẹp nữa. DN59, DN58 hết sạch hồi nãy rồi, không còn cái nào luôn. Bây giờ là lên DN59 cho mọi người nè. DN59 nhá. Hiện tại là còn cho các chị mình đó là size L, duy nhất size L ha. Còn mấy cái các chị mới còn mấy cái nhờ. Rồi hiện tại size L có mấy cái các chị ơi. Size L còn vài cái à, chị nào chốt nữa thì comment size L nha. DN59L và số điện thoại. L của Quỳnh Anh có nói đó là những chị nào mà vòng eo dùng Quỳnh Anh các chị đo trên rốn nha. Cái đầm này bầu bì mặc được đó các chị ơi. Những chị nào mà bầu tầm 5 tháng đổ lại các chị mặc L đi ok đó. Form nó vừa luôn. Mình không cần phải mang dây belt nếu như mình đang có bầu ha. Không cần mang belt. Đó, đây các chị chỉ cần mặc suông thôi. DN59L số điện thoại. Ok, hết hàng luôn. Chị nào có tin nhắn là có đơn nha mọi người. Có tin nhắn là có đơn. Bởi vì là tối nay đồ Quỳnh Anh lên cho mọi người là số lượng ít, bởi vì vải Quỳnh Anh kiếm hiếm quá. Dây kéo, dạ đúng rồi chị. Dây kéo, đây. Mọi người coi này, đồ tu lên dây kéo nó mới xịn mọi người ơi. Em có lên lưng chung nha. Lên lưng dây kéo nhìn nó mới sang cả nhà đây nè. Dây kéo đằng sau lưng mặc kéo cho nó dễ. Ok, hiện tại là hết hàng luôn. Hết qua mẫu mới luôn cả nhà. Hết sạch nha, hết sạch qua mẫu mới. Rồi ok, em lên cho các chị đầm vét hơi xịn sò. Hiện tại mẫu đầm hoa hết sạch nha. Mọi người biết sao mấy cái đầm hoa này nè, kiếm cái vải khó quá à. Vải hoa đâu có nhiều đâu mọi người. Mỗi mẫu thì vải hoa nó sẽ lên mỗi mẫu kiểu dạng, mỗi mẫu hoa khác nhau ấy. Nên là ít khi mà về được mà kiểu dạng hoa mà nhiều lắm. Hoa nó có mấy cây vải à. Bây giờ mà lấy hàng vải khó lắm luôn á, cả nhà mình tranh thủ thiệt á. Hơn là tu và nó hốt được một đống vải về á mọi người ơi. Trang kéo làm gì chứ?
Ok, lên mã tiếp theo cho cả nhà mình luôn. Bài giá lắm. Rồi, lên mã tiếp theo cho mọi người nha. Quỳnh Anh lên đầm vest cho các chị yêu của mình nha cả nhà. Lên đầm vest màu kem. Đầm này Quỳnh Anh về cho các chị thêm tông màu kem cho cả nhà của mình ha. DX90 đầm này, cô tông gân hiện tại Quỳnh Anh còn đủ size cho các chị mình là S, M, L và XL. Hiện tại mỗi size chỉ còn từ 7 cho đến 8 đầm thôi nha. Hôm bữa Quỳnh Anh đã chốt hết sạch rồi, bây giờ là chỉ còn từ 7 đến 8 đầm. Rồi hôm nay Quỳnh Anh sẽ sale luôn 159.000 đầm này. Quần Anh không có quần legging rồi chị Nguyễn Mai ơi, quần legging thì không có nha. Bởi vì là quần legging thì Tutu sẽ không có lên nhãn quần đó, chỉ có là baggy thôi. Quần baggy, dạng quần tây baggy thì có, lát nữa Quần Anh sẽ lên. Rồi, hiện tại đầm này các chị comment DX90 cho Quần Anh 159.000 cả nhà nha. DX90. Mã DX90 hiện tại có size S, size M và size XL. Cái này vải cho Quần Anh là cotton gân, chất không bị nhăn nha mọi người, chất vải rất là đẹp. Các nhà coi này, chất cực kỳ đẹp luôn. Vải mịn lắm, vải này trơn luôn. Chất của nó là trơn mịn luôn. Màu này là màu kem nha, tông này là tông kem. Rồi DX90, đơn hôm kia đi chưa? Đi rồi Thảo Hí. Đơn hôm kia là sáng nay chị cho các bạn đi rồi. Sáng nay là đi rồi nè, ngày mai là bên chị ốp không làm. Sáng nay là các bạn gói hàng xong rồi em. Hồi chiều các bạn gói quá trời luôn á. Hồi chiều là các bạn gói hàng quá trời quá đất luôn á mọi người. Gói nhiều lắm. Hồi chiều là Quỳnh Anh cho gói cho xong để đi đâu cho mọi người cho kịp á. Rồi, chứ bây giờ là cũng gần Tết rồi, nên là ngày nào cũng like liên tục, nên là phải đi đơn nhanh cho mọi người. Mấy kiểu đầm trước chị mặc size F để chật eo M thì thoải mái hơn ạ. Chị Hằng Nguyễn ơi, không, nhưng mà cái đầm mà Von hồi nãy em lên á, thì cái đầm đó thì em lên cái vòng eo nó thoải mái hơn được trước ạ. Em lên cái vòng eo nó rộng ra một tí xíu rồi đó chị. Dạ rồi, đầm em mặc là DX90, áo kiểu có, lát em lên. Có nha, lát em lên cho mọi người ha. Rồi, DX90 dùm em đầm này có size S, size M, size L và size XL. Đầm này ở bên dưới là em may liền cho mọi người luôn, không phải là rời nha. Cái này các chị mặc á là cái áo trên với lại là cái đầm này ở bên dưới nó sẽ là dạng liền luôn. Em may liền dính liền cho các chị mình luôn á. Sơ lóc mình mặc liền như vậy thì sang hơn, đi chơi Tết này kia đẹp. Mùng 1 Tết đi chùa hoặc là đi lễ nhà thờ sang lịch sự. Bởi vì cái cổ của nó này, cổ vest này không bị già. Màu này là màu kem. Màu này là tông kem luôn á. Tông màu kem rất là sang, không bị già mọi người. Đó, cổ vest sơ mi xịn sò. DX90 159.000 em đầm này nha. 159.000 em đầm này DX90 nha. Dạ đầm chưa bay đăng hả? À đầm hồi chưa bay đăng là Quỳnh Anh có lên không? Cái đầm nào nhờ, hồi chưa Quỳnh Anh đăng nhiều lắm luôn á. Để Quỳnh Anh lên coi nè, hồi chưa là đăng ở trên bay rất là nhiều mẫu luôn. À có, cái đầm này đúng không? Đầm này hồi đăng hồi chiều mà. Đầm này đúng không mọi người? Đầm này hồi chiều mới đăng nè. Có nha, lát Quỳnh Anh có lên đầm này cho các chị mình luôn. Có, đầm này lát nữa sẽ lên cho mọi người ha. Mọi người đợi tí xíu, lát nữa Quỳnh Anh sẽ lên cho. Phan Thị Lina, em ơi inbox qua bay giùm chị để chị kiểm tra đơn cho em nè Lina. Có những cái mẫu á, có những cái mẫu mà em nhận trễ là bởi vì là có những cái mẫu mà chị có nhiều chị mà mình đặt hàng sau nên là mình phải đợi tầm 1-2 ngày nữa là mới nhận được á. Lina nhắn tin qua bay giùm chị đi Lina, chị nói các bạn check đơn cho. Rồi các chị comment lẹ tay cho Quỳnh Anh mẫu này nha. Cả nhà comment là DX90. DX90 159.000 dùng Quỳnh Anh em đầm này các chị. DX90 dùng Quỳnh Anh cả nhà. Rồi hôm nay lên DN34 không? Dạ không rồi chị Nguyệt ơi, không có lên DN34 rồi. DX90 nha, cái đầm này hiện tại là còn size S, size M, size L và size XL. Vải cotton gân, chất cotton gân mọi người nè. Cái này nè, cái này mở được. Cái này nè, ở bên này nè các chị mở được nha. Nó các chị mở ra đắp chéo qua mà. Nó là dạng áo đắp chéo qua như thế này cho em nha. Mở ra là thấy ống ngực bên trong ấy. Đắp chéo qua dùm em là ok. DX90 kèm size nữa. Chị Hoài Nguyễn comment lại ạ. À, là lúc trưa với lại chưa có tin nhắn. Ui lúc trưa mà không có tin nhắn là không có đơn rồi chị Uyên Linh ơi. Lúc trưa Ngọc hả? Ngọc chốt đơn cho chị mà không có tin nhắn là không có đơn nha. Bởi vì là Quỳnh Anh có hay báo các chị mình đó, là có tin nhắn mới có đơn. Quỳnh Anh nói các bé là phải gửi tin nhắn cho các chị mình để xác nhận có tin nhắn mới có đơn. Hết mờ luôn. Rồi ok, hiện tại đầm này hết size mờ nha. Thì các chị nào chưa chốt chốt lẹ chứ không là hết luôn á mọi người. Hiện tại đầm này là hết size M. Bây giờ là đầm này còn L, size S, size L và size XL ha. Hiện tại là còn 3 size. Size S nè, size L và size XL cho các chị mình. Em inbox cho shop rồi ạ. À, ok nè. Hiện tại là ngày hôm nay các bạn nghỉ làm rồi, thứ hai các bạn check giùm em được không? Hiện tại là hôm nay là thứ bảy á, các bạn làm 5 giờ được, 5 giờ là các bạn về rồi. Bữa giờ các bạn gói hàng nhiều quá nên là hôm nay là 5 giờ các bạn nghỉ rồi đó. Ngày mai chủ nhật ớt nhé, ngày mai chủ nhật ớt, mai không like. Mai Quỳnh Anh không like nha mọi người, mai không like, tuần sau Quỳnh Anh like.
tuần sau Quỳnh Anh sẽ like cho các chị mình, đó là Tết Tây luôn, qua năm mới. Tuần sau qua năm mới Quỳnh Anh sẽ like và tặng quà cho các chị mình rất là nhiều năm mới luôn. Nên là tuần sau mọi người đừng bỏ lỡ cái ca livestream chủ nhật nha. Rồi, hết ít lờ luôn. Hết ít lờ luôn mọi người ơi, hết ít lờ luôn. Hết ít lờ, vậy là còn size S và size L. Còn hai size là S và L. Còn hai size duy nhất nha mọi người. Trang cho chị một điện thoại của Trang, chị coi đi, điện thoại của chị sao nó ghê quá người ta. Nó thay cái màn hình gì mình tối thu vậy bay. Ê, hay là màn hình đây là do cái bên kiến nguồn lực. Kiến nguồn lực hay là màn hình nhỏ. Còn chị với chị ra chị bắt đền này. Mấy triệu của chị luôn á. Rồi, đến 90 mọi người, đến 90 hiện tại là còn size S và size L. Còn S và L hết XL luôn rồi. Size S thì chị nào mà eo dùng đây là từ 63 nha, cho đến là eo 65. Còn size XL các chị mình là eo từ 73 đến dùng đây là eo 76 nha. Eo 73 đến 76 đối với cái đầm này. Vải là cô tông gân mọi người. Đây là mọi người coi cận vải dùng anh đi. Cả nhà coi chợ cận chất vải này, chất rất là mịn luôn. Nè cái vải này nó đâu có bị nhăn đâu, không nhăn. 59 cân chị Hoa Quỳnh Như ơi, mình mặc vừa size XL nhưng mà hết rồi. Chị Hoa Quỳnh Như ơi, hết size của chị mất. Chị chậm mất tiêu rồi, chậm một tí xíu là hết mất tiêu size. DN32 chị Uyên Linh ơi, dạ không có. Tối nay DN32 thì không lên nha, DN32 không lên. Rồi DS90 dùng Quỳnh Anh luôn cả nhà. Ui cái màn hình của em còn đẹp không chị, gấp 10 lần luôn á. Kỳ nhờ. Hay là cho cường lực. Phải không, hay là cho màn hình. Mở lên luôn đi, bỏ lên chị, mở lên chị đi luôn đi. Em mở lên chị đi, bỏ lên chị đi thay khác được. 50kg size S được không? À chị My Nhon Huỳnh ơi, mình eo bao nhiêu? Chị My Nhon Huỳnh ơi, eo của chị bao nhiêu nhỏ? 50kg nhưng mà eo chị bao nhiêu? Không ai cường lực à? Vậy tôi dán vô lại. Để cho màn hình luôn, để ngày mai chị đem đi ra đổi lại. Thay màn hình tàu lao ghê. Chị Tuyết Nguyễn ơi, cho em thêm số điện thoại. Chị Tuyết Nguyễn cho em thêm số điện thoại nha chị nha. Chị Tuyết Nguyễn là mặc size L vừa này. Chị Tuyết Nguyễn cho em xin thêm số điện thoại nha. DX90 mọi người. Các chị comment cho Quỳnh Anh là DX90. Hiện tại là Quỳnh Anh đang mặc là còn size S và size L ha. Còn hai size duy nhất cho mọi người thôi. Dồn đơn với lại ca trưa dạ được nha chị Vân Lê, dạ được. Các chị sẽ được gộp đơn với ca trưa. Quỳnh Anh hay nói với các chị mình là Quỳnh Anh sẽ gộp cho mọi người là từ thứ hai cho đến thứ sáu, đó là trong ngày, đó là ca sáng và ca tối. Nhưng mà nói riêng nha, riêng biệt là ngày chủ nhật á, thì là bởi vì là chủ nhật là bên shop ớt nên là Quỳnh Anh sẽ gộp chủ nhật và thứ bảy chung, và thứ hai Quỳnh Anh sẽ ra bill và sẽ đi đơn cho mọi người. Nên là vì sao mà thứ bảy và chủ nhật các chị sẽ được tính chung với nhau và gộp đôi chung nha. Nhưng mà chủ nhật tuần này Quỳnh Anh cho Quỳnh Anh ớt cho mọi người, tuần sau chúng ta lại gặp nhau vào đầu năm mới, và tuần sau năm mới Quỳnh Anh sẽ có rất là nhiều quà cho các chị mình luôn. Tuần sau chủ nhật mình gặp nhau ha. Rồi DX90 dùng Quỳnh Anh cả nhà. DX90 chân váy hồng hồi nãy à, dạ váy vàng hết rồi, đầm vàng hết sạch, đầm xanh đầu lai hết sạch, không còn cái nào luôn. Đầm này hiện tại còn size S và size L. Rồi coi anh chị còn size gì chưa? Còn S và L em đầm này nha các chị nha. Hả? Rồi hiện tại còn S và L thôi à. Xem phía xem đằng sau em hết rồi mà các chị, đằng sau ở trên sào không còn mã nào luôn á cả nhà ơi, đằng sau không còn mã nào luôn. Đây cả nhà nè. Ở đằng sau lưng cái đầm này là dây kéo mọi người nhớ. Ở đằng sau này nó có dây kéo cho các chị mình luôn. Đó, cả nhà mình coi nhá. Dây kéo ở đây ha. Và đằng trước nó sẽ như thế này, đằng trước nó sẽ là cổ vét. Đằng sau có dây kéo cho mọi người. Và ở đây thì nó cái này các chị mở được nè. Cái này mọi người mở được nha. Mọi người mở ra. Mở ra được, nó đắp chéo. Ca trưa không xem được, cho gộp đơn hai ca tối nhé. Dạ được ạ. Dạ được chị. Ca trưa chị không xem được và chị Hằng Nguyễn ơi, vậy là ôi vậy là đâu có được gộp đơn hai ca tối đâu là sao nhở? Đơn em gộp trong ngày thôi, bởi vì ngày mai ngày thứ hai là em gói hàng là em đi đơn cho mọi người rồi, không gộp được thứ hai đâu chị. Không gộp được đâu chị ơi, nhiều đơn lắm, gộp như vậy là bị mất đơn, với lại là cái sót đơn, với lại là có nhiều chị á, kiểu chốt đơn có chị nhận được có chị không nhận được á, nó bị sót đối đơn lắm các chị. Hồi xưa là bên em đã cho gộp kiểu dạy rồi đặt cọc á, nhưng mà nó rối lắm mọi người ơi, không được. Rồi các chị thông cảm nha, tôi thông cảm cho tôi nha, tôi gộp trong ngày. Cả nhà mình gộp trong ngày thôi ha. Rồi DX90 dùng Quỳnh Anh các chị nha. Tối đúng không? Rồi DX90 dùm em kèm size và kèm số điện thoại. Size L bao nhiêu ký mang vừa? Rồi còn S tôi hết L luôn rồi chị Minh Tâm ơi. Dạ size L thì thường thường em nhận các chị mình là từ 50 nè, cho đến 54 cân. Cái đầm này thì 50 đến 54, 55 ký được luôn á, 55 ký. 50 đến 54 là ok, nhưng mà 55 thì với điều kiện là vòng eo của các chị mình sẽ là 72 thì mới mặc L được ha. Rồi hiện tại đầm này chỉ còn size S, hết size mất tiêu. Hiện tại em đầm này chỉ còn duy nhất size S. Size S là chị nào eo dùng là từ 63 đến 66. Cân nặng là từ 45 đến 49 kg nha. 45 đến 49 kg giúp mình ăn. Còn size S thôi. Đầm này các chị comment là DX90.
đầu của năm qua mẫu mới. Đến 90 S số điện thoại, bởi vì là còn S thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua siêu phẩm mới nè. Nhìn điện thoại em nhìn đã mắt ghê chưa? Nhìn cái của chị ở, chị muốn đập máy không ấy. Trời ơi, nó lấy 3 triệu mấy của mình. Rồi bây giờ mình đang qua chân váy mọi người. Có, bây giờ mình sẽ qua chân váy cho các chị mình nhá. Đợi em một tí xíu, qua chân váy cho cả nhà mình. Nhìn nó tối mà kiểu không thấy gì luôn á. Sáng luôn á. Nó thay bằng gần tàu lam rồi. Chị qua chị bắt đền á. Ok, bây giờ Na sẽ lên một em siêu phẩm mới cho các chị mình nữa nha. Đây, lên mạng mới cho cả nhà của mình rồi. Mọi người đợi Na tí xíu nha, lên mạng mới. Ui, hiện tại là cái mã này chuẩn bị Na lên là số lượng còn ít nữa. Mọi người phải lẹ tay. Không lẹ tay là hết hàng. Chân váy, chân váy màu này đúng xinh luôn. Màu nâu. Nâu này là kiểu dạng như nâu. Nâu này tây ghê. Rồi ok, lên mã mới, cái mẫu này cực kỳ Hàn Quốc luôn mọi người. Lên mã tiếp theo cho Quỳnh Anh nè. Hiện tại nha, cái set Quỳnh Anh đang mặc là sale đồng giá 99.000 cho các chị yêu của mình luôn. Trời ơi, nó xinh, xinh xuất sắc luôn á cả nhà. Mọi người coi cái phần váy Quỳnh Anh đang mang nha. Cái váy Quỳnh Anh đang mang, các chị biết màu gì không? Đó là màu nâu rêu. Một em màu mà phải gọi là Quỳnh Anh rất là tâm đắc khi mà lên cái cây vải mà Quỳnh Anh chọn màu cho mọi người luôn á. Màu này là màu nâu rêu nha mọi người nha. Nâu rêu dù mình ăn, cái lúc mà bên xưởng á gửi qua màu là có màu nâu tây với nâu rêu thì mình đang chọn nâu rêu, bởi vì là nâu rêu thì lâu lắm rồi chưa có lên. Với lại là màu nâu rêu này các chị phối đồ cực kỳ dễ luôn, và Hàn Quốc nữa. Hiện tại chân váy là vải chéo ý. Hiện tại váy này 99.000, mã đặt hàng VSX91. Còn đối với áo mình đang mặc là ASX91, vải ren Thái. Ren này cực kỳ đẹp nha, không phải ren thường nha mọi người. Trời ơi, ren xịn đàng hoàng luôn. Các chị nhận hàng các chị sẽ biết ren này không ngứa nha. Ren này đảm bảo không ngứa. ASX91 và cái mẫu váy sẽ là VSX91. Đây, áo các chị coi nè. Áo của nó sẽ là dáng cổ dùng của Anh là form cổ tròn ha. Và đặc biệt là cái phần tay nó sẽ là may tay phồng cho mọi người. Ở phần tay của Anh không đắp lót, bởi vì lót vô nhìn nó sến lắm, nên là chỉ lót ở phần thân thôi. Còn phần tay thì để như vậy nó sẽ xinh hơn cả nhà. Đẹp mà Trang. ASX91 và chân váy sẽ là VSX91 cả nhà ha. Hiện tại chân váy của Anh đang mặc cái bản lưng đai này nè các chị nè, mình mặc đó không thấy bụng. Bản lưng đai này nè là cái điểm mà để hắt eo của mình đó, cái điểm mà để hắt dáng eo của mình. Ở đằng sau là dây kéo giúp mình ăn. Màu này là màu nâu rêu nha. Ở hai bên này có túi và có xẻ nhẹ cho các chị mình. Túi này sâu VSX91. Áo này chị Huỳnh Phan mặc cho mình ăn là size M, 50kg mà ngực 84 mặc M thôi chị. Mặc M là ok. ASX91 áo hiện tại là chân váy hiện tại còn đủ size. Áo hiện tại báo size cho chị chắc. Áo hiện tại là còn size M, size L và size XL nha. Áo hiện tại cũng có 3 size à. Size M, size L và size XL cho mình luôn. Rồi các chị comment cho em là ASX91 cả nhà. ASX91 và chân váy sẽ là VSX91 mọi người nha. Ui, cái váy vải buộc lắm, vải treo ý không có nhăn, có lót nữa. Ừ. Ok, hiện tại cái đầm màu xanh lấy chị luôn đi. Cái đầm màu xanh hồi nãy còn một cái size L khách hủy này, đưa đây chị chốt cho khách luôn. DN58 còn một cái màu xanh size XL, chị nào lấy không? Cái váy của Anh đang mặc đẹp lắm mọi người. Váy này nè, hiện tại size S của Anh nhận các chị em từ 63 đến 65. Size 63, 64 chứ. À 62 đến 64 lộn. Cái váy này nè, form nhỏ nên là 62 đến 64 thôi. Size M các chị em từ 65 cho đến 68. L các chị 69 cho đến là 72. XL sẽ là 73 cho đến 75 đối với cái váy này nha. Bởi vì cái váy này nè mọi người, thì cái chất của nó sẽ là vải treo ý, co giãn nhẹ thôi. Đằng sau nó sẽ là dây kéo nè mọi người, không có lưng chung đâu, nên là Quỳnh Anh may form chuẩn cho mọi người luôn. Thì chị nào mà size S thì là eo từ 62 cho đến 64, M là 65 đến 68, L là 69 đến 72 và XL sẽ là 73 đến 75 nha. Mọi người nhớ giúp Quỳnh Anh nha, màu nâu rêu VSX91, đồng giá 99.000, áo 99, váy 99 rẻ bèo luôn. Vậy là chắc chị bị lộn á, vậy là chắc là hồi nãy đâu có đâu, DN58 phải thôi khỏi. Chị đâu có chốt DN58, vậy là chị không có đơn đâu.
Rồi, DN58 sai lời chị Ngà Nguyễn luôn em, vậy là hết luôn. Chốt chị Ngà Nguyễn, chị thấy comment của chị nè. ASX91 cả nhà. ASX91 giùm em chương váy nha. À lộn là áo, còn chương váy là VSX91, chương váy là vải treo Ý, còn áo sẽ là vải ren Thái. Đây nè mọi người nè, áo này hai lớp dày dặn mà vải ren này không ngứa nha. Ren này nếu như mà chị nào nhận hàng á, mà các chị mà mặc có ngứa thì các chị trả lại cho Quỳnh Anh trả tiền lại cho mình nha. Hoặc là các chị kiểm tra sản phẩm đi, khi mà shipper giao hàng tới cho mình, các chị nhận hàng, các chị kiểm tra giúp Quỳnh Anh đi. Ok, mình sờ với chất vải ok, mình thử sẵn ở đó là mình chồng vô, mình thấy ok thì mình lấy, còn không thì trả lại shipper giúp đó là em. Chứ mình được nhận hàng xong rồi mình mặc thử rồi mình giặt rồi mình gửi cho em là không được nha. Bên em sẽ không có chấp nhận nha. Rồi, ASX91 giùm em mọi người nhá. ASX91 và chân váy sẽ là VSX91 nha cả nhà. Hiện tại là chân váy có size. Chân váy này là có túi rất là sâu nha cả nhà nha. Trời ơi, chân váy là túi siêu sâu luôn. Hiện tại váy có size S, size M, size L và size XL cho mình nha. Size S thì chị nào mà eo dù hồi nay là từ 62 cho đến là 64, M là các chị eo từ 65 đến 68, L là 69 đến 72, XL là 73 đến 75. Nếu như chị nào mà eo 60 á, thì các chị về nhà bóp cho Quỳnh Anh mỗi bên một phần thôi. Mình vô một tí xíu thôi là đẹp. Mình vô mỗi bên một chút xíu thôi là đẹp. Rồi áo hiện tại là còn size L và size XL thôi. Áo hiện tại còn size lớn thôi nha. Vải ren Thái mọi người, ren Thái hàng xịn lắm. Đây, ASX91 còn L và còn XL nha. Đây mọi người coi nè. Áo của nó là cổ tròn, ở đằng sau của nó có cái khuy cài cho mọi người giọt nước ở đây nữa. Cái cổ nó sẽ đứng form hơn, cái cổ của mình nó sẽ không có bị trùng xuống á. Hiện tại là còn L và còn XL cho áo. Áo còn hai size L và XL nha. Rồi hiện tại váy còn size S, size L và size XL. Váy hết M. Áo hiện tại là hết size S và hết size M. Hết nha, nhớ em báo cái chữ hết nè. Áo hiện tại hết S, hết M. Váy hiện tại hết size M. Những size còn lại là em còn nha. Rồi, VSX91 và ASX91, cái chân váy này đẹp ghê luôn á. Ui Trang ơi, em lấy cái này set này cho mẹ em đi, Trang ơi đẹp quá, cái váy quá xuất sắc luôn á. Nè cái bảng eo nè, bảng nó đẹp kinh khủng luôn á. Lên cái bảng eo này bữa là lên cái màu này thấy siêu hợp rồi. Màu này là màu nâu rêu mọi người, nâu rêu, 47 cân mặc áo size S chị Trang. Chị Thùy Trang 47kg mặc áo size S. Áo này thì Quỳnh Anh đang, Quỳnh Anh cân nặng là 47kg hơn, gần 48 nè. Quỳnh Anh đã mặc là cũng S luôn nhưng mà hết S rồi. Bây giờ là áo em chỉ còn size L và size XL thôi à. Hết size lớn rồi, hết size nhỏ còn size lớn. Hết size nhỏ rồi còn size lớn thôi. Còn L và XL chị nào mà cân nặng như Quỳnh Anh là từ 50 đến 60kg thì hẳn lấy áo nha. 50 trên 50 thì hẳn lấy áo. Bởi vì còn size lớn thôi là size L và size XL. Chân váy thì sẽ có mã cho Quỳnh Anh là VSX91. Chân váy vải này dù Quỳnh Anh là vải treo Ý. Vải treo Ý nha, vải này mát lắm. Vải váy mát với lại không nhăn. Ui cái màu này mình nhận hàng tới tay thì xỉu luôn. Xỉu ức xỉu đau luôn. Cái màu này rất là đẹp luôn. Màu này là màu nâu rêu. Nâu rêu rêu. Màu này cực kỳ tây. Và màu này các chị mặc không bao giờ lỗi thời. Mặc người phối với lại áo trắng áo đen đều hợp luôn á. Màu nâu rêu nha. Dây kéo đằng sau lưng nha cả nhà. Đẹp lắm. Váy này các bạn eo rất đẹp luôn. Rồi hiện tại váy là VSX91. Áo sẽ là ASX91. Có chốt cho mình không ạ? Kiểm tra giùm chị đơn của bạn Huỳnh Phan với. Chị Huỳnh Phan ơi, hiện tại là chị Huỳnh Phan là không có đơn với chị Huỳnh Phan ơi. Hiện tại là không còn size của chị Huỳnh Phan là không có chốt đơn với chị Huỳnh Phan được ạ. Còn size em mới chốt, còn hết size là em không có chốt được nha cả nhà. Rồi, ASX91 và chân váy sẽ là VSX91 nha mọi người nha. Ưng ý chân váy comment, chân váy còn size S, size L và size XL. Size S là dành cho em chị nào mà từ 62 đến 64. L là từ 69 đến 72 và XL sẽ là 73 đến 75. Đó là cho cái chân váy đó. Còn đối với áo thì còn size lớn thôi. Áo thì cân nặng ha, từ 50kg đến 60kg, 50 đến 55 các chị mặc L đẹp nè. Và 56 đến 60 các chị mặc XL đẹp nè. Size L á, thì vòng ngực các chị của mình đó là từ 86 đến 92. Còn đối với size XL, các chị ngực sẽ là từ 96 đến 94 đến 100. Là các chị mặc XL áo. Rồi, ASX91 chứ mình ăn nha. Còn L và còn XL cho áo. Em chọn áo hả? Christio ơi, em comment áo giùm chị đi. Chị Thanh Lê ơi, comment lại từ đầu giùm em chị. Chị Thanh Lê, chân váy còn size L nhưng mà chị Thanh Lê chưa ghi số điện thoại. Chị Thanh Huyền, mình coi váy phía sau ạ. Váy phía sau, à rồi ok chị, dạ đây ạ, váy phía sau đây. Ui sorry mọi người, nãy giờ chưa thấy comment các chị mình. Nhiều comment quá. Váy phía sau các chị comment là DX90. DX90 hiện tại là quần anh còn cho các chị mình là còn size gì, Trang kiểm tra giùm chị với. Còn size S, DX90 hiện tại là còn S cái chị. Còn S thôi. Đầm này nè, cái đầm vest này nè, màu kem, vải cô tông gân, vải này rất là dày dặn và đẹp luôn. Nhưng mà em chỉ còn size S thôi nha mọi người.
đến 90 giờ chỉ còn ép cho các chị mình thôi. Chị nào mà eo cái đầm vest này nè, vải dày đẹp lắm. Eo chị nào mà từ 62 á đến eo 65 các chị mặc rất là đẹp. 62 đến 65. Rồi chị là khách mới xem có chốt được chương bài sai lời giúp chị. Chị Khả Ngân ơi, vậy là chị Khả Ngân cảm ơn cho em đi, em chị cho chị Khả Ngân cách chốt đơn nè. VFX91 dấu cách size L, dấu cách số điện thoại giùm em. Và sau đó thì các bé sẽ chốt đơn cho chị là Khả Ngân. Chị Khả Ngân sẽ nhận được tin nhắn chốt đơn từ Tutu gửi qua Messenger Facebook cho mình. Và chị Khả Ngân cho em tên, địa chỉ của mình và số điện thoại của mình để em ngày mai em giao hàng cho chị Khả Ngân nha. Thứ hai trước thứ hai em giao. Chị Khả Ngân cảm ơn đi, chị Khả Ngân khách mới đây nên là chị chưa biết cách cảm ơn. Vậy hả? Cảm ơn đúng rồi hả? Ôi chị Khả Ngân hết size của chị Khả Ngân. Váy có size L mà. Hả? Mày váy M hả? Ôi chị Khả Ngân ơi, chị Khả Ngân đặt váy size M hay size L? Size L thì em còn nha, size M thì em hết rồi, chị có muốn đặt lại không? Mình đặt lớn hơn một size đi, váy này đẹp lắm, mình về nhà mình bóp lại một chút xíu à. Bởi vì là mỗi size chênh nhau không nhiều nên là em nghĩ là nếu như mình thích thì mình về nhà mình bóp một chút thôi. Dạ áo 99 váy 99 nhá. Chị nào mà lần đầu tiên mua thì các chị cứ comment tự nhiên để Quỳnh Anh chị các chị mình cách comment nha. Bởi vì có nhiều chị cách thì kiểu lần đầu tiên á, mình chưa mua hàng Tutu mình sẽ bỡ ngỡ về cái giá thành, mình thấy là sao nó rẻ quá vậy, chất lượng nó sẽ kém lắm. Nhưng mà mọi người mua thử đi, thử bỏ 99.000 cho mình một lần thôi, và nếu như không đẹp thì các chị không cần quay lại với Quỳnh Anh nữa ha. Rồi áo mã gì? AFX91. Áo em còn size lớn, em còn size L và size XL. Rồi hiện tại áo hết size XL luôn. Hiện tại áo chỉ còn L. Quần tây có nha chị Quỳnh Emmy dạ có. Chuẩn bị Quỳnh Anh qua quần tây á. Có nhá, hôm nay Quỳnh Anh có lên quần tây cho mình. Hiện tại đặt hàng thứ 7 mà chưa nhận được hả? Hôm nay là thứ mấy em nhờ? Hôm nay thứ 7, ủa sao tuần trước hả? Chị gì nhờ? Chị có tên gì? Chị Linh Nguyễn. Chị Linh Nguyễn ơi, nhắn tin qua cho Quỳnh Anh bên bay đi chị Linh. Chị Linh Nguyễn nhắn tin qua bay cho Quỳnh Anh đi. Kêu các bạn bên bay kiểm tra đơn giúp Quỳnh Anh với chị Linh ha. Hiện tại chân váy chỉ còn size XL. Chị Linh nhắn tin qua bay đi. Thứ hai của anh nói các bạn phải chốt hết tất cả các chân, các hàng đơn hàng cho các chị mình. Rồi hết áo còn chân váy. Hiện tại là hết áo còn chân váy nha. Hiện tại là chân váy thì còn cho các chị mình là size XL. Mình được chốt VFX91 chưa chị Hôm Mai? Dạy chưa. Chị Hôm Mai ơi, hết size của chị rồi. Hiện tại chân váy em còn size XL thôi. XL là size lớn nhất. Rồi ok, hết luôn. Chị nào có tin nhắn hoặc có đơn á, mọi người kiểm tra trong cái tin nhắn Messenger Facebook dùng một anh đi. Đây như thế này nè. Chị nào mình có tin nhắn là các chị yêu của mình sẽ có đơn. Ủa vậy hả? Trời ơi, chương váy còn size S mọi người, chương váy còn vài cái size S. Hiện tại là chương váy còn vài cái size S các chị ơi. Chân váy hiện tại là còn vài cái size S VFX91 99.000 nha, còn vài cái size S nè. Có vài cái size S là còn 60 cái, còn 60 cái. Rồi, còn hiện tại là còn 7 cái size S chân váy các chị. Size S hồi nãy chị nào chưa chốt, bây giờ chốt chân váy còn 7 cái size S nữa. Rồi, xong hết 7 cái luôn, chưa nhanh dữ vậy trời. Khách comment nhanh ghê á. Khách bên đây điêu luyện ghê á, comment sáng luôn. Ê, nhiều khi chị mua chị comment không kịp khách luôn á. Rồi qua mã mới mọi người nhắc, qua mã mới cái mẫu đang hết rồi, chị nào có tin nhắn là sẽ có đơn, có tin nhắn sẽ có đơn. Bây giờ lên cái mẫu đầm của anh có đăng ở trên fanpage cho mọi người á. Hôm nay lên đầm mới nhá, lên đầm nào của anh có đăng hình fanpage hồi chiều các chị hỏi quá trời luôn. Rồi ok, lên mã mới các chị. Lên mã mới cho cả nhà của mình nha. Hôm qua đặt rất sớm đúng cú phát hai áo nơ nâu và xanh mà không có đơn, buồn ghê hả?
Ôi chị Yến Linh, bởi vì là có nhiều khách comment nhanh hơn chị Yến Linh đó. Không phải là bên em không chốt đơn cho chị đâu, mà là có nhiều khách comment nhanh tay hơn chị á. Xong rồi kể là em chốt từ trên xuống dưới á chị. Thôi hôm nay mình đặt bù đi, hôm đặt bù đi chị. Hôm nay em lên mẫu mới đặt bù đi. À, lên mã đầm mới nhá. Đầm quần là đăng lên trên fanpage hồi chiều cho mọi người đó các chị ơi. Ờ, hồi chiều đăng lên fanpage là khè khè rồi. Hôm nay mẫu đầm này bán kiểu như bán như tặng luôn, 119.000 thôi. DN20 nha. Cái đầm này nè các chị, DN20 119.000. Hiện tại có size S, size M, size L và size XL nha. Cái màu của Nana đang mang là màu xanh đậu và màu này sẽ là màu nâu gỗ. Cái tông này là tông nâu gỗ đấy mọi người. Còn tông của Nana mặc là tông xanh đậu nha. Cái đầm này đẹp lắm, đầm này trơn đơn giản nhưng mặc lên form cực kỳ sang. Đây cả nhà coi nè, form này nhìn trơn đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà lên form rất là đẹp luôn á. Lên form nó fit với lại người của mình luôn. Rồi, đầm này các chị comment DN20. Dạ đầm này có túi không ạ mọi người? Đầm này không nha. Đầm này quần ăn may cho các chị là đắp chéo bên này, là kiểu dạng như đắp chéo làm giả túi á. Không có may túi nữa, may túi thì nó sẽ là ở trong bên trong luôn. Còn cái này quần nó sẽ may đắp chéo như vậy cho mọi người, một cái tà như vậy nè, giả túi. Mọi người nhớ ghi màu nha. Bởi vì cái đầm này quần ăn có hai màu lận. Chị nào mà không ghi màu là coi như cú pháp mình không có đơn á. DN20 119.000, vải rất là đẹp, bố thái mọi người coi nè. Màu nâu gỗ nè các chị nè. Trời ơi vải cực kỳ xịn luôn, các chị coi vải nè. Nâu gỗ cho quần anh nha. Đầm này đẹp lắm, 119.000 tới tay mọi người. Xuất sắc luôn. Đầm này hôm bữa nha, quần anh like, các chị nhớ hôm bữa quần anh like nha. Mà 300 đồng mà hết sạch luôn á. 300 đồng là hết sạch luôn á cả nhà. Đầm này bây giờ quần anh hiện tại là cũng còn ít vài chiếc nữa thôi. Vài chiếc mà có chốt đơn cho mấy chị mà kiểu mà mấy chị mà nhận được tin nhắn mà mấy chị nhận được tin nhắn mà không phản hồi á, nên là quần anh còn mấy chiếc nên là quần anh sale luôn. Đơn tỉnh ngày 22 đơn tỉnh dạ chị ơi, hiện tại là ngày hôm nay là 25 vậy, dạ, đơn tỉnh là ngày 22 chị đặt hàng. 22 là thứ tư, thứ năm bên em sẽ bắt đầu gói hàng và chiều thứ năm bên em sẽ giao. À tuần sau chị nhận được đơn, ngày 22 đơn tỉnh là tuần sau chị nhận được chị nhắc. Rồi, hiện tại đầm của Nana mặc các chị comment cho em là DN20. Rồi, cả nhà comment DN20 kèm màu, màu xanh và màu giúp em là nâu nha. Nâu này là nâu gỗ mọi người nè. Cái phần tay là em sẽ may tay phồng cho các chị mình ha. Phồng ở trên thôi, còn ở bên dưới này nó sẽ ôm cái phần tay của mình này các chị. Đầm này là 119.000 có size. Hiện tại đầm này có size S, size M, size L và size XL cho mọi người luôn nha. Dạ. Chị Hoa Nguyễn, mình đặt ML, XL, xanh nâu là mình đặt rồi. Là size nhỏ. Đây là chị Hoa Nguyễn hả? Chị Hoa Nguyễn ơi, mình đặt là size nhỏ. Đơn của chị Hoa Nguyễn em đang thấy là bị rối á. Đơn của chị Hoa Nguyễn là mình đặt là màu xanh size S, M, CL. Rồi màu nâu chị đặt size S, M, CL luôn, là tổng lại của chị 6 cái hả? Hay là sao nhỉ? Ồ, ML, XL là 8 cái. Ủa chị lấy sĩ à? Chị Hoa Nguyễn ơi, mình comment lại giùm em được không? Comment lại cho em rõ hiểu rồi em mới chốt được. Còn không là em không chốt được nha. Chị lấy size S, M, CL và size XL cho màu xanh và S, M, L, XL cho màu nâu là cộng lại 8 cái hả? Hay sao chị nhờ? Bởi vì là nếu như mà chắc chắn lấy 8 cái thì phải đặt cọc cho em chứ. Bởi vì là nếu như lấy 8 cái thì phải đặt cọc giúp em nha. Đặt cọc giùm em 100 ngàn cho chắc bên bơi giùm em nha chị nhớ. DN20 giùm em nha các chị. DN20 là màu xanh và DN20 các chị comment cho em là màu nâu nha mọi người nha. DN20 xanh và DN20 nâu các chị. Rồi sắp hết rồi nha mọi người, sắp hết rồi nha. Vải này có co giãn ít chị ơi, có. Đầm này có co giãn, vải bố thái mềm mà. Chất bố thái mềm có co giãn ít cho mình nha. Các chị đặt hàng nhớ ghi size rõ nè, size S, size M, size L và size XL nha. Cái đầm này nè, chị nào mà mặc size S đó thì eo từ dùm là 62 cho đến là 64. M là các chị eo từ 65 đến 68, L là 69 đến 72, XL sẽ là 73 cho đến 75. Mọi người nhớ giúp quần anh nha. S là eo từ 60 đến 64, chị nào mà eo 62 đến 64 chứ. Chị nào mà eo 60 thì các chị phải mặc cái đầm này, các chị phải bóp lại mỗi bên một phần thì nó sẽ ôm và nó sẽ đẹp hơn. Mọi người nhớ, eo chị nào mà 60 á. Rồi hiện tại màu xanh hết size XL. Hiện tại xanh hết size XL luôn. Màu xanh này giống cái ốp lưng của mình ghê. Hiện tại xanh hết size XL mọi người. Xanh hết XL. Xanh bây giờ là còn size S, size M và size L thôi. S, M, L thôi. Bây giờ là màu xanh là nhận các chị mình là từ 45 cân cho đến giúp quần anh sẽ là 55 cân. Còn đối với cái màu nâu này nè, nâu gỗ này nè, nhận tới 60 luôn ấy. 45 đến 60 cân luôn á. Đây mọi người nhớ, đầm này là DN20 dùng quần anh 119.000.
chất này là vải bố thái mềm. Ui cái chất này vải không nóng đâu, vải đây không nóng đâu. Vải này mọi người nhận hàng mọi người kiểm tra đi. Các chị mở bao bì ra xé ra kiểm tra cho Quỳnh Anh đi nha. Shipper giao hàng tới khuyến khích tất cả các chị yêu của mình, đó là mở bao bì ra, dành cho Tutu 1 phút, dành cho shipper 1 phút mở bao bì ra kiểm tra sản phẩm. Kiểm tra sản phẩm trước khi nhận giùm em cho nó chắc ăn nha mọi người nhớ. Đồ ok, mặc thử nâu cho các chị mình coi. Hình như màu xanh còn size gì nhỉ? Hiện tại xanh còn size S, size M và size L. Xanh còn S, M và L, xanh này lạ, xanh này xanh đậu. Xanh đậu nên nhìn lạ. Mình đã thử màu nâu gỗ cho mọi người coi, nâu gỗ thì nó trắng da. Xanh đậu thì nó lạ đó, chứ còn nâu gỗ thì nó lại trắng nè. Hai màu này nó khác nhau, lẫn khác nhau kiểu nớ đó các chị. Rồi em mặc màu nâu cho cả nhà mình coi. Đưa đưa chị màu nâu. Đầm này có lót nha cả nhà, có lót bên trong cho mọi người luôn. Hiện tại là em đầm này ở bên trong nó có một cái lớp lót full cho các chị của mình luôn ha mọi người ha. Có lớp lót bên trong cho cả nhà mình luôn á. Nên là chị nào mình chốt đơn thì mình nhanh tay comment trên like cho Quỳnh Anh nha mọi người. Rồi ok, chuẩn bị Quỳnh Anh lên nâu cho cả nhà mình luôn nha. Lên màu nâu luôn cả nhà. Rồi mọi người đợi Quỳnh Anh tới xíu nha, Quỳnh Anh qua mẫu mới nha mọi người. Ok, lên màu nâu, lên nâu gỗ DN20 nha, đây lên màu nâu gỗ cho cả nhà của mình nè mọi người. Đây, lên hai màu luôn, xong rồi thích màu nào các chị lấy màu đó nha. Lên nâu gỗ xong là quất luôn hai cái luôn ạ. Rồi đây cả nhà, DN20 mọi người, DN20 119.000 nè. Đầu này 119.000 là quá rẻ luôn á. Mà form đẹp nữa. Bị gì em? À bị rất nhẹ hả? Ok không sao chị Hoa Hồng ơi, chị Hoa Hồng ơi nhắn tin qua bay giùm mình anh đi, mình nhận một cái áo mà bị rách hơn nhẹ nhẹ tí xíu. Nhắn tin qua bay giùm em, bên em hỗ trợ đổi trả cho chị nha. Hàng đó là hàng bị nhiều khi là bị lỗi, bị rách sơ không sao. Nhắn đi em đổi cho. Nhắn qua bay giùm em đi để các bạn đổi cho chị. Đặt cọc sau em chị với hồi nãy chị Hoa Nguyễn là đặt bao nhiêu cái em nhờ? 8 cái hả? Em coi lại cho chị Hoa tự chốt đơn với chị Hoa chưa đã. Chị Hoa ơi, các bạn chốt đơn với chị Hoa chưa? Không sao đâu, nếu như chị chắc chắn lấy thì bên em khỏi cọc cũng được, bên em giao đi luôn. Giao đi cho chị Hoa luôn, khỏi cọc cũng được chị. Chị chắc chắn là lấy là chị đặt hàng cho em đi chị Hoa Nguyễn. Chị lấy là màu nâu size S, M, size L, size XL. Màu xanh là S, M, L, XL là tổng lại là 8 cái đúng không? Chị ghi rõ giùm em là được. Rồi ghi cho em là số điện thoại nữa là xong. Rồi các bạn bên bay các bạn sẽ liên hệ cho chị. Nhắn tin cho chị rồi thôi em đi hàng luôn cho. Không cần cọc gì đâu. Có đơn chưa? Chị Hoa Nguyễn chưa có đơn à? Chị Hoa Nguyễn ơi, mình chưa có đơn, chị Hoa Nguyễn comment lại giùm em nha, chưa có đơn của chị. Hiện tại là chưa có đơn của chị Hoa Nguyễn nên là em chưa chốt đơn cho mình được. Hiện tại là màu xanh hết size XL rồi. Bây giờ mình chị Hoa Nguyễn có muốn lấy thì bây giờ mình lấy màu nâu size S, M, L và size XL. Xanh thì chị lấy SML thôi nha. Xanh bây giờ là hết XL rồi. Nên là bây giờ mà chị có lấy thì em chỉ chốt được cho chị 7 cái thôi. Nên là chị Hoa Nguyễn chốt đơn thì comment cho em. Size XL luôn hả? Rồi ok, hiện tại xanh còn size S và size L. Xanh còn S và L thôi mọi người nha. Còn màu nâu gỗ thì sẽ còn cho các chị mình là đủ size. Quỳnh Anh báo chốt đơn cho chị với Song Nhi, kiểm tra giùm chị đơn của chị Song Nhi. Ok, chị Song Nhi đợi Quỳnh Anh một tí xíu nha chị Song Nhi nha. Dạ rồi chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn chưa em chắc chị lấy địa chỉ cũ. Chị Hoa Nguyễn ơi, mình lấy thì mình comment cho em là DN20 kèm cho em là màu nâu size S, size M, size L và size XL. Rồi mình xuống dòng ghi cho em là màu xanh size S và size L. Rồi ghi cho em chữ số điện thoại nha chị. Chị Hoa Nguyễn nha, ghi giùm em như vậy em mới chốt đơn được á chị Hoa. Chứ mà không, chị Hoa không có đặt hàng trên line là em không chốt được á chị. Phải cầm là DN20 để em báo các bạn bên bên chốt cho mình. DN20 kèm màu nâu S, M, L, XL luôn. Rồi dấu cách ở bên dưới các chị ghi là xanh S và L, bởi vì xanh em còn có hai size à, xanh còn hai size à. Rồi màu em mặc là nâu gỗ nha mọi người, nâu gỗ em còn chứ chị đủ size. Còn màu xanh thì em còn size S và size L, vải cực kỳ đẹp, đầm này cực kỳ đẹp. Thiệt sự luôn, đầm này bây giờ các chị mua ngoài thị trường không có, và kể cả bản thân Tutu á, rất là nhiều chị nhắn tin luôn cho Quỳnh Anh bảo là em Quỳnh Anh ơi cho chị mua sỉ đi. Nhưng mà các chị biết sao không, thực sự là không đủ để may.
nhiều khi á là may lên bán ở trên line là đã hết, nhiều khi là mấy trăm cái gần ngàn cái rồi, nên là không thể nào mà may kịp cho sỉ được, nên là Quỳnh Lan không bỏ sỉ là vì vậy á. DN20 cả nhà nhá. DN20, còn chị nào mà muốn lấy sỉ lẻ của tôi thì các chị cứ inbox cho bay rồi sau đó mình trao đổi qua Zalo. Có bỏ sỉ và kiểu mà sỉ lẻ sai á. Ha, sỉ lẻ sai. Rồi DN20 dùng của anh. Hiện tại màu này là màu nâu gỗ và màu này là màu xanh, xanh đậu. Xanh đậu nha mọi người, 119.000 thôi. Một em đầm như thế này quá rẻ đúng không? Ngoài thị trường các chị mua làm gì có đầm này, bởi vì là tiền công không thôi là đã cho mấy chục ngàn rồi. Chứ đừng nói gì đến cái đầm này nữa mọi người, chứ đừng nói gì đến vải nữa nha. Tiền công, tiền vải và tiền thiết kế nha. Rất là nhiều tiền, nhưng mà Tutu bán là kiểu là vì yêu thời trang thôi. Các bạn làm và đến với Tutu là vì yêu thời trang nên là cũng muốn gửi gắm đồ đẹp đến mọi người thôi à. Chị Thư Thư, 48 cân, chị Thư Thư mặc cái đầm này cho mình đã sẽ S được rồi. 48 cân, eo chị bao nhiêu? Eo chị mà 65 chị mặc S thôi nha. Eo chị mà 66, 67 chị mặc M. Nếu như chị 48 cân mà eo chị mà 66, 67 thì mặc M. Còn nếu như mà eo chị có 65 chị mặc S là đẹp rồi. Chị Thư Thư ha. Đặt hàng comment cho em. Hiện tại màu nâu thì còn S, M, L, XL luôn. Nhưng mà màu xanh đậu này này thì hết rồi. Xanh đậu thì bây giờ là chỉ còn size S và size L. Xanh đậu là giờ còn hai size nha, là S và L cho các chị mình. Rồi cả nhà comment DN20. Nhớ ghi nha, nhớ ghi màu cho em nha. Rồi hiện tại xanh chỉ còn S. Chị xem giúp em có đơn chưa chị? Comment mà không nhận được tin nhắn của Bay hả? Ngọc Dầu Nguyễn. Chị Ngọc Dầu Nguyễn ơi, chị Ngọc Dầu Nguyễn ơi, chị của comment của chị là lát nữa là bé Giang sẽ gửi tin nhắn qua cho chị liền á. Bởi vì là hiện tại là bé Giang nó đang chốt đơn nhiều quá, nên là tin nhắn chưa có gửi qua cho chị được á. Chị Ngọc Dầu đợi một chút xíu đi, tin nhắn qua giờ chị, tin nhắn qua giờ chị đẹp. Rồi chị nào chốt đơn nữa thì comment trên like giùm em lẻ tay nha cả nhà nhá. Chị nào chốt đơn nữa thì comment trên like giùm anh lẻ tay nha mọi người. Cái chị comment giúp Quỳnh Anh sẽ là DN20 ạ. Chị Tùy Duyên 1m50 thì mặc cái đầm DN20 này là qua đầu gối chút xíu ạ. Chấm ngay đầu gối luôn ấy, chấm ngay đây luôn nè. Chấm ngay ở chỗ phần này luôn nè. Đó, qua một chút thôi, không có bị qua nhiều đâu lo ha. Qua một tí xíu thôi chị. Rồi chị nào chốt đơn nữa thì comment trên like giùm Quỳnh Anh luôn cả nhà. Chị ra chốt nữa thì comment giúp Quỳnh Anh luôn là DN20 nha. Hiện tại là màu nâu á thì còn cho các chị mình là S, M, L, XL luôn. Nhưng mà hiện tại là màu xanh á thì chỉ còn cho các chị mình đó là size S thôi đúng không mấy đứa? Xanh còn size gì kiểm tra chị với? Xanh hiện tại chỉ còn S. Xanh bây giờ là chỉ còn S thôi mọi người. Hiện tại nâu còn S, M, L. Nâu hết size XL luôn. Xanh còn S. Cái này là vải giúp Quỳnh Anh là vải bố thái mềm mọi người, coi vải đẹp lắm nha, có lót nữa. Đây có lót bên trong cho các chị mình là lót tệp màu luôn nha. Lót tệp màu á thì cái đầm nó lên nó mới chuẩn màu, nên là đa số là Tutu sẽ đều lót là phải tệp chung với lại màu đầm cho các chị mình luôn. DN20 cả nhà. Nâu và xanh nha. Nâu và xanh. Hiện tại là màu nâu còn đủ size và màu xanh thì còn cho các chị mình là size S. Và size S là hết size luôn rồi. Xanh còn S thôi mọi người ơi. DN20 giùm em các chị. Đầm này form trơn cả nhà đây nè. Ở bên dưới đây các chị coi là ở bên hông này nè, em không may túi mà em may một cái tà đắp đắp ngang qua như vậy cho các chị mình nè. Nhìn đẹp á, nhìn lạ hơn là may túi. Bởi vì là từ trước tới giờ buổi giờ là toàn may túi không à. Đợt này đổi kiểu một chút xíu nhìn cho nó lạ. Rồi DN20 kèm màu nha mọi người nhá. Dạ đầm này là 119.000 nha các chị yêu ơi. 119.000 giùm em đầm này. Chị nào ưng ý nữa thì nhanh tay lên đơn giùm em nha cả nhà nhá. Sao? Chị ò. Chị ò hả? Chị ò hả? Chị ò luôn ra lên. Mình đặt đen ò hay xanh S. Nhưng mà mình không chơi điện thoại. Chị gì em? Aurora Lê. Aurora Lê hả? Aurora Lê comment lại thôi. Chị Aurora Lê comment lại dù mình đang là màu xanh. Thêm số điện thoại nữa để cho có đơn chị nha. Comment lại là size S xanh số điện thoại. DN20 xanh S số điện thoại. Ora Ra Phan á, Ora Ra Phan á, cảm ơn thiếu đó. Thiếu số điện thoại nên là không có đơn đó. Cảm ơn lại giùm em nhé. Rồi DN20 giùm em cả nhà. Màu xanh và màu nâu. Xanh hiện tại là còn duy nhất size S cho mọi người thôi. Xanh hết size rồi. Đây nè, đầm này dây kéo đằng sau em may dây kéo tuyệt màu luôn cả nhà nè. Xịn xò chưa, nhưng mà hiện tại là xanh hết size mất tiêu. Xanh bây giờ là chỉ còn S thôi. Nâu hiện tại là còn đủ size cả nhà ơi. Nâu thì còn đủ size, còn xanh thì chỉ còn S cho mọi người thôi nha mọi người nhé. DN20 đầm này 119.000. Chất dù mình đang là vải bố thái, chất này mềm lắm, vải này mềm chứ không có cứng.
và nó không có bị cứng nha, không phải là vải may áo khoác đâu. Ok, chị Tuyết Nhung chuẩn bị qua quần tây, chuẩn bị quần anh qua quần tây, sau mẫu này quần anh lên quần tây. Sau cái mẫu đầm này quần anh sẽ lên quần tây với áo sơ mi cho mọi người. DN20 không túi nha, dáng này thì không túi nha cả nhà. Dáng này thì sẽ may cái một cái tà cắp chéo ở bên này, kiểu dạng như là may giả túi với lại HL cho mọi người thôi. Đó, HL được cái chị mình một tí xíu đó. Rồi em đặt mà không thấy chốt Thu Yến, cái Thu Yến à. Thu Yến đợi quần anh tí xíu nha, đợi quần anh kiểm tra cho. À chị Thu Yến có đơn cái đầm DX90 rồi. Mình đặt thêm đầm này hả? Chị Thu Yến có cái đầm mà DX90, cái đầm mà vest. Đầm vest chị có đơn rồi. Chị muốn đặt thêm cái này hay sao? Mình đặt DN20 nâu XL. Chị Thu Yến đặt cái đầm mùa đang mặc màu nâu XL, nhưng mà hết XL chị Thu Yến rồi. Hèn gì? Hèn gì chị Thu Yến không có đơn. Rồi, DN20 giùm em các chị nha, 119.000 giùm em cả nhà nhá. DN20 119k giùm em mọi người ơi. Hiện tại á là cái mẫu đầm em đang mang này các chị nè. Mẫu này hiện tại em đang mang là màu nâu, còn size S, M và size L nó còn 3 size. Còn hiện tại là màu xanh á thì còn cho các chị mình là một size, đó là size S nha. Thì size S là dành cho em chị nào mà từ 62 cho đến như một năm là 64, 65 được. Còn size M thì các chị mình là em từ 66 cho đến là 68. L là từ 69 đến 72. Cái đầm này nè, cái vải bố thái này nó coi giãn ít lắm, không coi giãn nhiều đâu, nên là các chị cân đo đong đếm với cái phần em mà mình đang tư vấn á, để các chị mình lấy size cho nó chuẩn nha. DN20 mọi người, đây hiện tại nè, màu xanh thì còn S thôi, nâu thì còn cho các chị mình là 3 size là S, M và L. Nâu còn 3 size nha mọi người. DN20 kèm size và kèm số điện thoại dùng của anh luôn ha. DN20 các chị comment là DN20 kèm size và kèm số điện thoại thì muốn ăn luôn mọi người nha. Xem có đơn DN20 không ạ? Đặt hai lần mà sao không thấy chốt chị Hiền Đặng, kiểm tra chị Hiền Đặng với em. Coi thử là chị Hiền Đặng chốt là vì không còn size là comment chưa được chốt. Comment size gì không? Hiền Đặng 53 cân là chị mặc size em size L được nè chị Hoa Lan Rừng. Chị Hoa Lan Rừng ơi, mình mặc size L màu nâu được nè. Chứ bây giờ là màu xanh em hết rồi, hết size L xanh rồi. Bây giờ còn nâu size L, xanh thì bây giờ chỉ còn size S thôi, xanh chỉ còn S thôi. Hết rồi. Chị Hiền Đặng mặc L76 là mặc size XL đầm này, nhưng mà hết size XL rồi, còn S, M và L thôi. Em không dám chốt đơn cho chị Hiền Đặng á, bởi vì là sợ chốt chị mặc không vừa về, tốn tiền, mua vừa tốn tiền nữa mà về mặc không vừa nữa. Nên là chị Hiền Đặng hết size của chị rồi. Đợi tí đi chị, lát em lên mẫu đầm khác cho. Lát em lên đầm khác cho mình có size của mình. Cái chị phải nhanh tay á, mọi người phải nhanh tay để có đơn á, chứ không là hết đơn nhanh lắm. Hết đơn cái đẹp hả? Rồi, chị nào chốt đơn thì các chị comment trên like dùm quần anh là DN20 dùm quần anh nha mọi người nha. DN20 kèm dùm quần anh là kèm màu. Hiện tại là có màu nâu và màu xanh. Màu xanh này nè là còn cho các chị mình là size S nè. Còn màu nâu quần anh đang mặc á thì sẽ còn cho các chị mình là size S, M và L. Nâu thì còn 3 size S, M, L nha. Mọi người có cái form của nó thì các chị form xòe A. Mà form đầm này trơn đơn giản nhẹ nhàng, không họa tiết cầu kỳ, nhưng mà cái vải nó rất là đẹp. Vải của nó nè không phải là vải trơn đâu, mà nó có sẽ có cái đường nè, nó sẽ có cái đường vân nè mọi người, nhìn nó đường vân, khi mà mình nhìn bằng mắt thường phải nhìn kỹ ấy thì mình mới thấy cái đường vân này. Nhưng mà cái màu nó rất là đẹp, màu cực kỳ đẹp luôn. Quỳnh Anh có đăng hình ở trên fanpage rồi đó, các chị có thể tham khảo hình ở trên fanpage đó, màu cực kỳ xinh. DN20 nha mọi người nha. DN20 các chị comment cho Quỳnh Anh là màu nâu, và DN20 các chị comment cho Quỳnh Anh là màu xanh. Hai màu nâu và xanh, 119.000 em đầm này nha. 119.000. Còn lên chân váy nào nữa không chị Hân Mai ơi? Dạ không, lát em lên quần tây, lát nữa em lên quần tây, chứ chân váy thì ngày hôm nay em chỉ có một cái chân váy hồi nãy mà em bán hết sạch luôn rồi. Sao chưa thấy chúc em chị Hoa Nguyễn? Chị Hoa Nguyễn ơi, chị Hoa Nguyễn là em chưa thấy comment của chị nên là chưa chúc đơn cho chị Hoa Nguyễn được. Em coi là chị với chị Hoa Nguyễn comment chưa mà sao chưa được chốt ta. Chị Rose Nguyễn, chị Rose Nguyễn mặc đầm này size M vừa không dạ vừa. Chị Rose Nguyễn eo chị bao nhiêu nhỏ? Em sợ là eo chị bao nhiêu, để cho em cái eo đi. Ừ, nhưng mà chị comment sau nữa, comment lại chưa? Tam, cam cá có được chốt không? Ở sau chưa comment lại à? Chị Hoa Nguyễn ơi, chị Hoa Nguyễn chưa comment lại. Chưa comment lại nên là chưa có đơn cho chị nha. Chị Hoa Nguyễn chưa được chốt. Chị Hoa Nguyễn comment lại giùm em đi. Hồi nãy em có nhắc chị comment là DN20 kèm giùm em là màu nâu, size S, size M, size L.
Rồi màu xanh S là em chốt đơn cho mình. Nhảy hả? Chị Hoa Nguyễn ơi, mình comment lại giùm em một lần nữa, comment nhanh em nhắc này chị nè. Hiện tại là DN20 màu nâu, dấu cách size S, size M và size L. Size XL luôn. À quên lộn hết XL rồi. S, M, L, nâu. Rồi dấu cách S xanh. Rồi số điện thoại là xong, em chốt cho chị này, chị comment giống em nhắc đi. Comment đi cho em nói đi chứ chị, chị không có, chị cứ comment theo cái size của chị đâu còn đâu. Em còn màu nâu size S, size M và size L. Còn màu xanh thì em chỉ còn S thôi chị Hoa Nguyễn nha. Màu nâu ở ngoài không tối chị, màu này không tối, màu này là màu nâu sáng. Nâu này là nâu gỗ sáng, không tối. Ui, em like ở trên like là màu sao, là các chị nhận hàng y chang vậy à? Bởi vì em không like app, em like màu cam thường. Ha, em không biết là các chị coi ở những nơi khác thì nó like app, thì các chị nhìn màu nó sẽ dễ bị khác màu. Nhưng mà tu là like bằng thường cho các chị mình, nên các chị nhìn màu nó sẽ rất là nét. Màu nè, ở trong like ra sao, bên ngoài các chị nhận hàng màu nó sẽ như vậy luôn. Và màu nó không có bị thay đổi nhá. Không có bị thay đổi đâu các chị la, màu y chang trên like. Rồi các chị cảm ơn trong hôm nay là DN20. Dạ chị Thúy Hằng Nguyễn, chị nhận được tin nhắn là sẽ có đơn. Chị nào mà mình nhận được tin nhắn qua bên Messenger, qua cái bên tin nhắn Facebook của mình á, là các chị mình sẽ có đơn đúng không? Các chị mình nè, có tin nhắn này đó chị nè. Cái tin nhắn ở bên trên Facebook á, các chị chơi, các chị có sử dụng Facebook là chắc chắn là các chị sẽ biết là chat chích qua bên Facebook đúng không? Chat chích qua tin nhắn đúng không? Đó, các chị vô trong tin nhắn là các chị sẽ thấy nhá. Đây, tin nhắn nó nằm trong này nè mọi người nè. Đó, nó có tin nhắn ở trong này nè. Các chị vô kiểm tra giùm em, bên em sẽ gửi qua cho mọi người. Gửi tin nhắn qua cho các chị. Xem giúp em có được chốt DN20 không ạ? Mai Lê. Mai Lê, kiểm tra giùm chị bạn Mai Lê với. Rồi, hiện tại là màu nâu còn size S, size M và size L. Xanh thì bây giờ là còn cho các chị mình là một size S thôi nha. DN20 cái đồng này nè. À, cái đầm đầu live stream đó cả nhà, đầm đầu live đây là DX90 á. Cái đầm đầu live thì còn size S thôi. Đầm đầu live cũng hết size mất tiêu. Bây giờ là đầm đầu live là chỉ còn size nhỏ cho các chị mình à. Size S các chị mặc vừa không? Đầm đầu live stream là còn size S nè. Màu kem nha, màu kem. Đầm này là cổ vest và bên dưới là váy đập ly liền. Hả? Chị Mai Lâm chưa có đơn à? Chị Mai Lê ơi, chị Mai Lê chưa có đơn luôn. Ủa sao các chị cảm ơn lại không có size nhiều vậy ta? Rồi chị Mai Lê chưa có đơn luôn, chị Mai Lê chưa có đơn luôn, hết size của chị Mai Lê luôn. Hết size của chị Mai Lê mất tiêu. Em còn màu nâu là size S, M và size L thôi. Chị nào mà cân nặng từ 45 đến 55 cân là mặc vừa màu nâu. Còn màu xanh thì em nhận các chị là từ 45 đến 48, 49 kg thôi. Eo của màu xanh sẽ là eo từ 62 giùm em cho đến là eo 65. Em nhắc lại nha, eo 62 đến 65. Hiện tại đầm màu xanh em còn cho các chị mình là size S. Đầm màu nâu em còn S, M và L. Các chị comment cho em là DN20. DN20 kèm màu. Rồi hiện tại em báo lại size nè. Màu xanh còn S, màu nâu còn size L. Ok, nâu còn L, xanh còn S. Bây giờ các chị bắt đầu chốt đơn trong cái giai đoạn mà giây phút mà em đang nói size nè. Nâu còn L, xanh còn S. Rồi chị nào bây giờ bắt đầu comment là em sẽ chốt cho mình nè các chị nè. Nâu còn L, xanh còn S. Cái này là vải bố Thái. Các chị sẽ nhận được tin nhắn mà mọi người. Chị nào comment trước chắc chắn với các chị một điều luôn, đó là các chị sẽ nhận được tin nhắn qua bên Facebook của mình. Rồi nâu còn L, hết xanh à? Hết xanh luôn. Nâu còn L, mọi người còn nâu thì hết xanh luôn rồi. Còn nâu thôi, chị nào chốt nâu nữa thì comment cho em luôn ha. Em chuẩn bị qua mẫu. Màu nâu đầu lai, màu nâu đầu lai hết sạch rồi chị. Em còn đầm này thôi. Mẫu đầu lai hết rồi, đầm hoa hết rồi. Đầm này là DX90, em còn size S luôn. DX90 cái đầm vest này nè, vải dày lắm, vải cô tông gân giùm em chất mịn nha. Còn size S giùm em, DX90. Còn cái mẫu đầm mà mình đang mặc ở trên người á, cái đầm này thì sẽ là DN20. Rồi hết luôn. Hết luôn rồi. Chị nào có tin nhắn là sẽ có đơn nha. Rồi chị nào có tin nhắn là sẽ có đơn nha. Đầm này hết sạch nha mọi người. Hết sạch đầm này nha, hết sạch, hết sạch. Lên đầm đi. Rồi qua mẫu. Qua mẫu luôn mọi người nha. Qua mẫu tiếp theo cho các chị mình luôn. Rồi để em xíu lên mẫu mới nha mọi người. Lên mã mới cho cả nhà của mình nha.
Rồi đầm này hết luôn rồi mọi người, hết luôn, hết hai màu luôn rồi. Hai màu sạch luôn rồi. Lên mạng mới cho các chị của mình đây. Mọi người ơi đợi tí xíu nha. Lên mạng mới các chị này nhớ cho Quỳnh Anh nè. Cả nhà của mình đặt hàng á, để mà có được đơn hàng thì các chị chỉ cần comment đúng cú pháp và mình comment một lần thôi, và comment nhanh đúng cú pháp một lần Quỳnh Anh đảm bảo các chị sẽ có đơn. Thay vì các chị comment sai thì các chị comment đi comment lại hoài thì tự nhiên là có những chị khách khác comment trước mình, tự nhiên cái có nhiều chị comment sau mình á, nhưng mà do mình comment sai cái tự nhiên mình không có chút nữa, không được chốt. Các chị thấy nó mất công mình comment không? Mình comment một lần nhanh nhưng mà đúng. Ok, để chị coi sự. Rồi, lên mạng mới. Lên mạng mới cho các chị mình nhá. Rồi, đầm này bây giờ Quỳnh Anh còn ít lắm. Đầm này còn ít lắm nên là Quỳnh Anh sẽ báo mẹ để cho các chị mình chốt lẹ luôn. Đầm này ngày hôm nay Quỳnh Anh sẽ có hai màu. Màu xanh hiện tại còn size S, size L và size XL. Quỳnh Anh sẽ báo size trước. Và màu nâu sẽ còn cho các chị mình là đủ size nha. Đầm này cũng còn ít là đầm sơ mi này nè, DN03. Nên là Quỳnh Anh sale cho các chị là 119.000 luôn. Đầm này không còn nhiều nha, có túi cho các chị mình nữa. Màu xanh đen thì còn S, còn L và còn XL. Đầm này chất liệu vải có co giãn vải, đây là cô tông mịn. Chất này các chị mặc vải rất là mịn luôn và không nhăn nha mọi người. Đầm này nè, đầm này không nhăn đâu. Vải đầm bên tutu là đa số là một nhăn. Rồi đây là màu nâu. Màu nâu thì Quỳnh Anh còn cho các chị mình là đủ size. Nâu này mọi người nè, do Quỳnh Anh cài kín cổ. Đây cài kín cổ cho mọi người coi chứ các chị mở ra được nha. Nâu đủ size, xanh còn S, còn L và còn XL. Rồi cái đầm này là DN03. Chị Trâm bên xe ơi, cái đầm DN20 chị Trâm bên xe comment là hết hàng rồi. Cái lúc mà chị Trâm bên xe comment là hết mất tiêu. Rồi comment đúng cũng không được. Chị Wasabi KK ơi, mình comment lại đi chị Wasabi KK. Bởi vì là chị comment chậm thôi á. Có những chị nè, mình comment sau những chị kia thì mình lại bị hụt tới tên của mình thì nó hết cái size đó rồi. Chứ nếu như nha, em nói thiệt với các chị, nếu như mà em mà muốn chốt đơn cho các chị mình là em chốt từ trên xuống dưới rồi đó. Đối với những shop khác là cứ chốt lại cho các chị mình đi, rồi khi nào giao cũng được. Nhưng mà bên em là hàng, các chị biết không, có số lượng. Hàng có số lượng, có size rõ. Thì các chị mặc size gì vừa em mới chốt size đó cho mình thôi. Em không có chốt size tào lao được. Rồi xanh bây giờ là hiện tại chỉ còn duy nhất size S có mấy cái à. Đầm này là DN03, xanh bây giờ là chỉ còn S, các chị thấy không? Khi mà em báo lên mã một cái là khách bắt đầu comment và khách chốt rất là nhanh. Và em chốt từ trên xuống dưới cho cả nhà của mình. Thật sự là đồ tutu rất là dễ chốt, bởi vì là có những shop các chị mua đồ là chỉ có 10 cái, 20 cái, 30 cái, mình phải comment rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đồ tutu các chị đặt hàng á, mỗi sản phẩm em lên cho các chị mình là tới 100 mấy chục cái là cho cả 2-3 màu. Có hôm em lên tới 300 cái, có hôm em lên 500 đồng. Nhưng mà các chị mình comment cũng rất là nhanh và vẫn được đơn. Rồi, chị Trâm bên xe có đơn không em? Kiểm tra em chị đơn của chị Trâm bên xe với chị khách quen. Hiện tại màu nâu, màu xanh hết rồi, xanh hết lờ luôn rồi. Xanh còn S, xanh bây giờ là còn S. Chị nào mà eo từ 60 cho đến chút mình đang là E64 các chị mặc được. Rồi, màu nâu. Rồi, chị Trâm bên xe không có đơn của chị. Không có đơn của chị á. Rồi, tới tên của chị Trâm bên xe là hết size. Bé Trang mới báo DN03 hiện tại là màu nâu, còn cho các chị mình là size S, size L và size XL. Màu xanh còn size S. Các chị comment sẽ là DN03. Rồi mọi người comment là DN03 nha. Rồi cả nhà comment tiếp Quỳnh Anh DN03 cho Quỳnh Anh mọi người nha. Hiện tại màu xanh còn cho các chị mình là size S và màu nâu em còn cho các chị là size S, size L và size XL giùm em luôn nha. No còn S, còn L và còn XL. No thì còn 3 size đó. Còn màu xanh thì còn có một size duy nhất là size S cho các chị mình thôi. Còn ít à. Nên là chị nào mình chốt nữa thì comment nha. 119.000 em đồng này dùng Quỳnh Anh luôn. 119.000 em đồng này dùng Quỳnh Anh nha. Rồi chị nào chốt đơn lên liền giúp Quỳnh Anh các chị. Đầm xinh mặt Tết. Ui mọi người ơi, đầm xinh mặt Tết. Chúng ta hãy hẹn gặp nhau vào tuần sau. Và qua năm mới Quỳnh Anh sẽ lên một bộ sưu tập mới cho các chị của mình. Và hiện tại nha, hiện tại là Quỳnh Anh đang lên cho mọi người đúng không? Đầm để các chị mặc Tết luôn, đầm đẹp lắm. Quỳnh Anh đang lên nhưng mà chắc là phải qua năm Quỳnh Anh mới lên. Rồi để Quỳnh Anh thử nâu hết xanh luôn rồi. Hết sạch xanh. Hết sạch xanh, bây giờ là sẽ thử nâu cho mọi người coi. Hết sạch xanh rồi mọi người nha, Quỳnh Anh mặc nâu cho các chị mình coi. Hết trơn màu xanh luôn rồi cả nhà ơi, hết trơn màu xanh luôn.
Rồi bây giờ sẽ thử lên màu nâu cho các chị yêu của mình coi thử màu nâu nha. Xanh thì không còn cái nào luôn á mọi người. Giờ em lên nâu nè. Màu nâu chị mặc xe gì rộng vậy ta? Mặc xe gì rồi? Mời. Hả? Cái gì? Có bị lộ không? Hả? Em coi cho cái mạc á, em coi trong. Trời ơi, cái gì vậy? Sao mà sao nó lại khác? Rồi em qua mẫu mới cho các chị mình nha, qua mẹ mới cho mình nha các chị. Rồi bây giờ mình đang sẽ qua mẫu mới cho các chị mình qua màu nâu cả nhà. Lên màu nâu nha mọi người, lên màu nâu nha. Hiện tại chị Bích Tùng cho em thêm số điện thoại nữa. Hiện tại là màu nâu á thì em còn cho các chị mình đó là size màu nâu là còn cho cả nhà của mình là size gì mấy đứa? SL và XL, hết size M rồi. Với lại là hết xanh luôn rồi cả nhà. Còn size S, size L và size XL cho các chị mình nha. Cái vải này mềm lắm. Vải này mềm và vải mịn cực kỳ luôn. Cái đầm này giùm em là vải cô tông mịn mà. Trời ơi, đúng chất đúng tên của em nó luôn. Là chất cô tông mịn giùm em mọi người nha. Rồi hiện tại đầm này là cô tông mịn các chị cảm ơn. DN03 kèm nâu. Nâu thì còn size S, size L và size XL. Nâu còn 3 size nha mọi người. Size S, size L và size XL giùm em luôn. Nâu còn 3 size. DN03. Bên shop có dùng đơn không vậy? Dạ có. Bên em sẽ gộp đơn cho các chị mình là ca sáng và ca tối. Bên em gộp đơn cho mọi người là trong ngày nha, là ca sáng và ca tối các chị sẽ được gộp đơn với nhau. Rồi nâu hết L luôn. Vậy là bây giờ nâu còn size S và size XL. Nhanh tay mọi người ơi, sắp hết rồi, chuẩn bị qua mã mới. Hiện tại nâu còn size S và size XL cho các chị mình. DN03. Size XL chị Hồng Lan, size XL eo giùm em sẽ là từ 73 cho đến 76 được luôn chị nhá. Đối với em đầm này 73 đến 76 giùm em luôn chị. Và cân nặng của XL sẽ là từ 56 đến 60 kg. 56 đến 60 cân nha. Rồi chị đã ưng ý comment cho em luôn. DN03. DN03 giùm em các chị. Rồi hết size L luôn. Là còn size S và size S rồi đúng rồi. Còn size S thôi chị ơi. Còn size S thôi. Rồi hiện tại là còn size S thôi các chị. Hiện tại là còn S thôi mọi người. DN03 giùm em còn S thôi cả nhà. Shop ơi cho mình xem lại váy hoa xanh đầu lai. Dạ mẫu đó hết sạch luôn chị. Rồi đầm này hết luôn. Mẫu đó hết sạch luôn. Bây giờ em qua mẹ mới nha các chị. Nhiều mẫu lắm mọi người yên tâm đi. Hôm nay có nhiều mẫu để các chị lựa chọn. Hết luôn nha, em qua mạng mới cho cả nhà mình. Kêu lên đầm xanh đeo đi. Chết rồi Trang ơi, Trang có dính cái mày của Trang. Rồi qua mạng mới nha mọi người. À thôi thì mở ra được. Qua mạng mới, hết rồi. Hết mất tiêu rồi mọi người ơi, hết đầm luôn. Ủa cái kéo nhờ. Con gian nó có chút qua lại cái đây giờ nó còn chút. Ủa mà nay mới hết hay vậy? Rồi qua lần tiếp theo Trang đi làm cái đây một chút mà nó không biết khách hàng luôn. Ngồi nó chút đơn mà nó không biết luôn mày. Hả? Ôi đừng mà. Đừng. Đầm mình xinh lắm luôn á. Đầm màu đẹp kinh khủng. Đầm này cũng còn ít à đúng không? Còn mấy cái cho mấy. Đây còn mấy cái à. Màu đẹp kinh. Rồi lên tiếp tục cho các chị mình một em đầm tiếp theo. Đầm này là kaki nhật phối với lại tơ đuổi. Đầm này cực kỳ đẹp mà còn ít lắm. DN09 cả nhà. Rồi đầm này các chị lên cho Quỳnh Anh là DN09 cả nhà ơi. DN09 giùm em Quỳnh Anh nha mọi người nhớ. DN09 hiện tại là đầm này còn cho các chị đủ size nhưng mà còn rất là ít.
Cái này là kaki Nhật. Phối cho mọi người phần tay sẽ là vải này là tơ đuổi. Ôi đầm này đẹp lắm mọi người ơi. Đầm này xinh lắm luôn á. Đây DN09 như một năm các chị nha. Đây mọi người ha. DN09 màu đẹp ghê luôn. Màu này mọi người biết gì không? Màu xanh rêu, đúng chất là xanh rêu luôn cả nhà. Đúng chất em này là xanh rêu luôn. Đó, phối cho mình là tơ đuổi màu y chang trên line. Mọi người yên tâm đi, quần anh like bằng kem thường, không like ác đâu mọi người. Các chị biết sao cái má hồng của quần anh nó hồng không? Các chị mà gặp quần anh ở ngoài là như đi hắt bụi luôn. Bởi vì là quần anh đánh má hồng rất là kinh khủng. Quần anh đánh tới mấy lớp luôn á. Cái má hồng mình đánh nè, chắc là phải mấy lớp luôn nó mới lên được đỏ như vậy. Rồi, hiện tại đầm này hết CM luôn. Hết L luôn. Hết XL luôn. Cái gì kinh đó mày? Rồi hết size luôn, qua mẫu. Khách comment nhanh. Còn size S à? Cục ông chị với. Còn size S với size gì? Rồi hiện tại còn S và L. Đầm này còn S và L nha cả nhà. Hết size M với hết size XL luôn rồi. Còn S và L. Còn size S là dành cho em chị nào mà từ 61 đến 64. Còn size L các chị em từ 69 đến 72. Bởi vì cái đầm này kaki Nhật á, thì kaki Nhật thì nó chỉ coi dạng ít thôi mọi người. Nó không có coi kẻ con coi dạng nhiều như là kaki thun đâu. Nên là size L là từ 69 đến 72 thôi. Và cân nặng từ 50 đến 55 cân. Các chị nhớ nha. Đây size L, còn S và L. Đặt hàng comment cho Quỳnh Anh là DN09 size S và DN09 size L. Dạ chị ơi, chuẩn bị em lên quần này. Chị Huyền Nguyễn ơi, có live stream ở service một quần không? Dạ có. Sau bộ đầm này, Quỳnh Anh lên quần tây, ống suông và lên cho các chị đó là một em áo sơ mi. Quần tây và áo sơ mi nha. Sau mẫu này luôn. Với lại là Quỳnh Anh sẽ lên quần tây, cái màu nó sẽ giống cái màu đầm Quỳnh Anh đang mặc luôn nè. Màu nâu rêu này nè mọi người, nâu rêu này đang hot. Rồi, các chị comment cho Quỳnh Anh sẽ là DN09. Cái đầm này nè mọi người, cái đầm vest này là DX90. Đầm vest này Quỳnh Anh còn size S thôi. DX90, chị nào chưa đặt cái đầm vest này thì đặt cho Quỳnh Anh luôn. Còn duy nhất size S cho cả nhà của mình. Chị nào eo từ, dù Quỳnh Anh là eo từ 62 đến 64 cái chị mặc được nha. Còn một size duy nhất là size S. Đó, chị ra mặc được size S thì quất luôn em đầm này nha. DX90 dùm Quỳnh Anh mọi người, màu kem. Màu này là tông màu kem nha mọi người. DX90 dùm em. Shop ơi cho mình xem lại váy hoa xanh đầu lai chị Nguyễn Vy ơi. Hiện tại là váy hoa xanh đầu lai em hết sạch sành xanh, không còn một cái nào luôn. Hết từ khi đầu lai rồi chị. Bữa sau mà còn thì em sẽ lên lai tiếp. Còn bây giờ là em hết luôn rồi. Đầm xanh hoa hết sạch luôn. DN này là DN09. Hết S luôn. Vậy là bây giờ chỉ còn duy nhất size L. 8 cái cuối cùng size L của em đầm này nữa là show out. Show out là size là không về hàng nữa nha. Đầm này sẽ không về nữa và Quỳnh Anh sẽ để thời gian để lên bộ sưu tập mới và sẽ không có lên những cái bộ sưu tập này nữa nha mọi người. Nên là các chị mà thấy mẫu nào đẹp thì mình quất luôn cho Quỳnh Anh. Hiện tại đầm này chỉ còn duy nhất cho cả nhà của mình. Duy nhất cho mọi người nha. Còn duy nhất là size L. L, còn không biết nữa. Còn L cho các chị mình thôi. Vải đẹp kinh luôn á. Ui cái này Trang em mặc đẹp lắm á Trang. Chị thấy em mặc hợp lắm luôn á Trang. Xinh ghê quá chưa. Chưa, mới chưa mua. Làm sai đâu mà cho mình mua. Tao chốt cái khách rồi chứ đâu mà mua. Rồi bây giờ qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu nha. Hết luôn ạ cả nhà. Hết luôn qua mẫu. Qua quần tây cho mọi người nha. Rồi ok em lên quần tây cho các chị yêu của mình nha mọi người. Qua quần tây nhé. Rồi Quỳnh Anh lên áo sơ mi và quần tây cho các chị của mình nha mọi người. Lên áo sơ mi và quần tây. Hiện tại là cái đầm vừa rồi hết rồi. Cái đầm vừa rồi đẹp kinh khủng luôn á. Để bữa sau mà Quỳnh Anh đang lên bộ sưu tập mới là bộ sưu tập Tết đó mọi người ơi. Bộ sưu tập sắp tới nữa, có chuẩn bị lên nữa. Với lại là mọi người cứ thấy mẫu nào đẹp thì cả nhà cứ hốt đi. Rồi, đây Quỳnh Anh lên quần tây cho các chị yêu của mình nha. Lên quần tây và áo sơ mi cho cả nhà mình. Hồi nãy tới giờ các chị bảo Quỳnh Anh lên quần tây áo sơ mi nãy giờ luôn á. Rồi chị Quỳnh Anh check cho em xem được chốt DN03 chưa. À Vũ Yến ơi, DN03 em không có đơn á Vũ Yến ơi. DN03 là chị hết từ khi nãy rồi. Hết từ khi nãy rồi. Không có tin nhắn là không có đơn á Vũ Yến. Không có tin nhắn là không có đơn mất tiêu rồi. Đầm này là DX90. Đầm này hả? Còn size S hả? DX90 hiện tại là còn 12 cái size S cuối cùng. DX90 hiện tại là còn 12 cái size S cuối cùng cái đầm này nha. Vải dùm Quỳnh Anh là vải cô tông gân, vải rất là đẹp mọi người nè.
cái màu đẹp ghê luôn á, màu kem á, cái màu kem này giống như trong mấy cái màu kem của áo manto á mọi người, cái vải của nó dày như áo manto á và đẹp kinh khủng luôn á, mà nó mềm mà nó rũ hơn manto thì vải nó cứng hơn ha, cái này nó mềm nó rũ hơn. Nói chung một hãng vải á, DX giờ mùa nay là DX90 còn sẽ ép. Rồi lên áo sơ mi và quần tây, lên áo sơ mi và quần tây cho các chị yêu của mình nha. Hiện tại mẫu quần của Nan chỉ còn duy nhất một màu là màu rêu. Quần này là QFX93, sale 99.000 cho các chị mình. Quần tay này là quần tay Betty Sue. Và áo sơ mi là AFX93, sale cho các chị mình là 99.000 luôn. Chị Tùy Hằng Nguyễn, comment cho em thêm cái số điện thoại đằng sau nữa. DX90 đầm DX90 là 159.000 nha chị Thuận Phạm. Chị Thuận Phạm 159.000. Hiện tại quần này hết màu đen rồi, bây giờ là còn rêu thôi. Trang gài gài khuyên giùm chị Trang. Hiện tại là quần này em đã hết màu đen rồi các chị. Hiện tại quần này em chỉ còn cho các chị là màu rêu thôi cả nhà. Đây, còn rêu thôi. Đây này mọi người nè, cái lưng quần của nó là lưng bản lớn như vậy và hai khuy. Cái lưng bản lớn như thế này các chị mặc đó, nó sẽ hắt eo mình hơn. Nhìn eo mình nó sẽ không có bị lộ bụng á. Mình mặc mình ăn no không lộ bụng. Ở đằng sau này mọi người lưng đai bình thường nha, không phải lưng chung nha. Quần bên em đa số là lưng đai cả nhà. Rồi quần các chị comment cho em là QFX93 và áo sơ mi sẽ là AFX93. Áo sơ mi là vải lụa Nhật, đúng rồi. Áo sơ mi không nhăn, áo sơ mi không nhăn, đủ size quần, đủ size. Đầm đỏ chị Tiểu Như ơi, đầm đỏ thì chắc là tầm khoảng là Tết Tây quần anh sẽ lên đầm đỏ. Hiện tại là quần anh đang lên bộ sưu tập đầm đỏ mới, rất là đẹp luôn và bí mật nha. Quần anh còn chưa lên hình nữa đó mọi người, chưa có chụp hình cho các chị coi nữa, mà một em đầm đỏ cực kỳ xịn luôn. Rồi hiện tại quần là QFX93. Mọi người yên tâm đi, năm nay các chị mà mua đồ Tết tu thì có vô vàn mẫu để các chị mình mua để em mua mặc Tết luôn á. QFX93 và chân váy thì sẽ là và áo sẽ là AFX93. Đồ tutu dễ mặc là các chị vừa mặc đi làm được, vừa mặc đi chơi được bình thường, rồi vừa mặc đi chơi Tết được luôn, nó dễ mặc đó mọi người. Chứ còn mà ví dụ như mà lên một cái em đầm mà để các chị đi tiệc không thôi thì mình sẽ khó mà được sử dụng, mình khó sử dụng được cái đầm đó trong những cái hoàn cảnh khác. Nên là đa số thì bên em sẽ lên những cái mẫu mà basic nhất để mình mặc được mọi hoàn cảnh luôn. Hiện tại là áo sơ mi thì quần anh còn cho các chị mình là đủ size nha. Quần tây cũng vậy, màu này là màu xanh và kiểu dạng như là xanh rêu á mọi người. Xanh rêu giống như cái đầm nãy quần anh like á. Màu này là màu y chang luôn, chung một chiếc vải. Quần này thì quần này là kaki thái nha mọi người nhá. Quần kaki thái và áo sẽ là lụa Nhật. Áo 99.000. Nút thì quần này là nút ngọc nha. Và quần cũng là 99 QFX93. Và áo sơ mi sẽ là AFX93 thì quần này luôn. Chị nào chốt đơn lên đơn liền thì quần này nha các chị nha. AFX93. Và quần tây sẽ là QFX93. Quần này là màu gì, quần này là màu rêu cả nha. Màu này là màu rêu, đẹp lắm, form đẹp nha. Quần đủ size S, M, L và size XL cho các chị mình luôn. Áo hiện tại quần anh cũng sẽ có đủ size S, M, L, XL. Áo này mọi người này chất lụa Nhật. Ở đây quần anh có phối cho mọi người là một cái đường ren ở ngay cái phần này nè. Cái phần ở chỗ cầu vai xuống cái phần ngực á. Rồi áo hết M luôn. Áo hiện tại hết size M luôn cả nhà. Hiện tại áo hết size M luôn. Hiện tại áo còn size S, size L và size XL. Áo hết M luôn nha. Áo hết M luôn mọi người, còn S, còn L và còn XL. Quần hiện tại còn cho các chị mình là đủ size. Quần đủ size mọi người coi form quần nè. Quần này không ôm đâu, quần này không ôm. Quần này là baggy mà dạng baggy ống su á. Baggy ống su mọi người mặc nó không có bị to bắp đùi. Chứ cái quần này mà ôm là sẽ dễ bị to bắp đùi lắm. Quần này em không may ôm nha. Rồi áo hiện tại còn L và còn XL. Áo hiện tại còn hai size là L và XL. Quần này không có màu đen nha chị Ánh Tuyết ơi, màu đen hết trơn rồi. Hôm bữa em có màu đen nữa, hôm bữa là có đen và rêu. Nhưng mà màu đen là không còn một cái luôn. Nên là màu đen không lên nữa, em chỉ còn màu rêu thôi. Em hết sạch màu đen rồi nha. 37 cân mặc quần sẽ là rộng á, chị Viên kẹo nhỏ hơi rộng. Chị Viên kẹo nhỏ mà lấy quần này là phải về bóp lại eo giùm em, mỗi bên 2 phân. Bởi vì là 37kg là hơi gầy đó nha. Mặc rộng á, em nói trước luôn để chị biết nha. Nếu như mình thích thì mình về nhà mình bóp eo lại một tí xíu. Quần đang mặc vải giùm em là vải kaki thái. Chất kaki thái vải mềm nha, không nhăn. Chất không nhăn nha mọi người. Kaki thái giùm em vải rất là mềm. Giống như cái vải đầm mà hồi nãy em mặc vừa rồi mới qua. Quần này là QFX93 thì quần ăn nha mọi người nhá. QFX93 và áo sẽ là AFX93. Áo sơ mi chất lụa. Áo sơ mi bây giờ là nhận từ 50 đến 60kg thôi. Bởi vì là áo sơ mi bây giờ chỉ còn size L và size XL thôi nha. Áo sơ mi hết size rồi. Bây giờ là chỉ còn L và XL. Quần vải giùm em là vải kaki thái và áo sẽ là lụa Nhật. Áo hiện tại còn L và còn XL, quần còn đủ size. Quần là QFX93, mọi người coi form quần này, quần đang đứng xa các chị coi. QFX93 nha mọi người nha, quần nè. Đó, cái đầm trên sàn là DX90, đầm này còn size S.
Đầm này màu kem, màu này đẹp lắm. Màu này là màu mà màu thứ ba của Anh ra trong bộ sưu tập của đầm này. Đầm này đợt trước là của Anh lên cho các chị màu rêu. Rồi màu kem kem rêu rêu rồi đúng không? Rồi màu đen, còn màu này thật sự là một cái tông màu chuẩn luôn á. Màu này là chuẩn kem luôn. Tông này là tông chuẩn kem của Anh lên luôn á. Chuẩn kem luôn á mọi người nè. Cái màu này đẹp nè. Màu này đợt vải về là của Anh lên chuẩn kem luôn. Rồi các chị comment là QSX dù của Anh bên dưới nha mọi người nha. Quần là QSX93 nha mọi người nha. Rồi đến 90 hết luôn. Chàng, chị thấy em ước gì được đó. Nhưng mà em đừng có đứng trước điện thoại là được. Em đứng trước điện thoại là chết luôn á. Nó không có lên. Rồi, ASX93 giùm em là 99.000 áo nha các chị. Quần là QSX93 cả nhà. Quần hiện tại là 99 và áo 99. Rồi, hiện tại áo em chỉ còn size XL. Hiện tại áo em chỉ còn size XL nha mọi người. Hiện tại áo chỉ còn XL. Có lên áo nữa không? Dạ chị Thúy Phụng ơi, áo là để em coi thử coi còn mẫu nào nữa không? Đợi tí xíu để em vô em coi còn mẫu nào nữa không? Hiện tại là áo em còn XL. Và quần thì hiện tại là em còn cho các chị mình là đủ size nha mọi người nha. Quần còn size S, size M, size L và size XL. Quần hiện tại là còn đủ size cho các chị mình luôn. Đây, quần các chị comment cho em là QSX93. Không mà bây giờ mọi người mua đồ Tết được rồi á. Rồi quần hiện tại hết size M. Quần hết M. Quần bây giờ còn size S, size L và size XL. Và áo thì hiện tại là còn cho các chị mình là size XL. Áo này bây giờ là chị nào từ 55 cân đến 60 kg, các chị mặc áo này đẹp nè. Chứ còn chị nào mà dưới 55 cân các chị mặc nó sẽ hơi rộng một chút xíu nha. Nếu như mà muốn mặc form đẹp và vừa luôn giống của Đan á, thì mình 55 kg đổ lên ha. Cái áo này mọi người coi, nó chỉ có một cái đường viền, một cái đường viền vải màu xanh nè. Xanh này là xanh baby blue, rất là dễ thương. Nhìn cái áo nhìn nó sang hơn, nhìn cái áo nó không có bị trơn trụi á mọi người, nhìn nó không có bị đơn giản quá. Rồi ok, hiện tại hết áo luôn cả nhà, hiện tại hết áo nha. Còn quần hiện tại hết sạch áo và nó chỉ còn quần nha. Dạ rồi, quần là QSX93. Hiện tại quần còn size S, size L và size XL. Hiện tại là hết áo nha mọi người ơi. Bây giờ là em chỉ còn quần thôi. Chỉ còn quần cho mọi người thôi. Cái quần này mọi người coi nè. Cái lưng của nó nè. Lưng bản đai này 7 phân. Có cái lưng bản đai này mình mặc lên nó ôm eo hơn ấy. Hiện tại là quần còn size S dành cho eo từ 60 cho đến giùm em là eo 62-64. Size M các chị eo giùm em là từ... Không, size S là eo từ 62-65 luôn á. 62-65 luôn á. Size M các chị eo từ giùm em là 66 cho em đến 69. L là các chị eo từ 70 cho đến 72. XL sẽ là 73-75. Cái quần này nè, QSX93. Quần này các chị comment là QSX93. Quần này là 99.000 nha mọi người. Hết M rồi. Quần này là còn size S, size L và size XL thôi ha. Hiện tại là quần này là em hết size M rồi cả nhà. Còn size S, size L và size XL cho các chị của mình nha. S nè, L và XL luôn. Rồi đây là chị nào mình chốt đơn thì mình nhanh tay comment trên like dùm của Anh luôn các chị. Nên là chị nào mình chốt đơn thì comment lẹ tay trên like dùm của Anh luôn ha cả nhà ha. Các chị comment cho của Anh, quần bên dưới sẽ là QSX93. Quần này là 99.000 nha cả nhà. Quần là 99.000 QSX93. Hiện tại còn size S, size L và size XL. Cái quần này này các chị mặc với áo màu đen cũng đẹp nữa. Không mà thật ra là cái quần này nó rất là dễ phối áo luôn á mọi người. Nhìn vậy chứ cái form quần này mặc lên cực kỳ dễ phối áo. Nhưng mà hiện tại là hết áo rồi nha. Còn quần và áo hết sạch. Áo hết sạch rồi chị ơi, áo không còn một cái nào luôn. Bây giờ em chỉ còn quần thôi. Quần em còn size S, size L và size XL. Size S thì dành cho em là từ 62 cho đến giùm em là eo 66. M là các chị mình eo 67 cho đến 69. L là các chị eo từ 70 cho đến giùm em là 72. XL là 73-75. Hiện tại là em chỉ còn quần cho mọi người thôi. Hiện tại là chỉ còn quần cho các chị mình thôi nha. Rồi, chị nào ưng ý mẫu này thì cho các chị lên mã giùm em các chị là QSX93. Các chị comment cho em là QSX93. Quần còn size S, size L và size XL cho mọi người thôi nha. Còn 3 size thôi. Size S, size L và size XL. Chị đã chốt quần lên đơn, màu rêu cũng đẹp, mà màu rêu các chị phối với áo đen, áo trắng, đầm bé lúc nãy hết luôn. Đầm bé lúc nãy quần Anh dơ lên size S, các chị chốt hồi nào nhanh tay ghê luôn. Các chị chốt mà quần Anh sản hồn luôn. Quần Anh mới dơ lên cá xuống các chị chốt xong hết luôn. Đầm bé hết sạch luôn rồi. Lên đầm nữa không chị hả? Hết lên đầm rồi. Hết lên đầm rồi cả nhà ơi, hết đầm rồi mọi người ơi. Hết tiêu. Rồi, hiện tại là quần còn S, còn L và còn XL nha. Đầm đầu lai hết. Ui, cái đầm đầu lai đầm hoa hai cái của Anh lên trong vòng tích tắc 30 phút.
Chưa tới 30 phút nữa, tặng quà hết cha 15 phút rồi. Lên tới tầm 15 phút hết mất hai cái đầm. Đầm đầu la hết sạch luôn. Để ngày mai đi, ngày mai quần anh, mai thứ mấy nhờ quên, mai chủ nhật tôi ốp rồi bay. Mai tôi ốp bữa. Tuần sau Tết Tây gặp lại khách đầu năm nè. tuần sau chủ nhật mà hai chị em mình la là đầu năm luôn. Đúng rồi, ngày 1 Tết Tây thì hai là đầu năm, đứa nữa đầu năm mới. Đúng rồi, đầu năm mới gặp khách. Trời ơi, hoan hỷ. Rồi, hiện tại còn quần size S, size L và size XL nha mọi người nhá. Còn S, còn L và còn XL quần này. Quần còn 3 size, size S, size L và size XL. Chị nào chốt đơn quần lên mã quần dùng quần anh nha là QSX93 mọi người nhá. Quần này các chị comment là QSX93. Hiện tại là hết áo rồi, áo em hết trơn rồi, em chỉ còn quần thôi. Quần em còn size S, size L và size XL. Cái túi bên này là túi giả khuy hai khuy như vậy. Cái lưng đai này là bản lớn nha. Sao vậy? Chủ nhật đó hả? Giang nữa, quên Giang nữa. Đầu năm là có Giang, có Trang, có chị. Rồi các chị comment cho em là QSX93 nha. Nó ngồi nó thuốc đơn mà nó vừa nghe hả? Hiện tại quần em còn cho các chị size S, size L và size XL. Dạ quần em còn màu rêu thôi. Hiện tại là màu đen em hết rồi, màu đen hết lâu rồi. Màu đen là em hết từ cái đợt mà mặc cái hai cái quần này em mới vừa lên luôn nè. Cái quần này đợt em mới vừa ra mắt luôn là em lên em like cả là em hết luôn màu đen luôn á. Hết trong một ca like luôn. Hết trong một ca like buổi đó luôn. Em còn màu rêu à. Màu rêu các chị em thấy màu rêu lạ mà mọi người không thích màu rêu hả? Chứ thật ra là màu rêu nhìn lạ, màu rêu nhìn lạ mắt. Màu rêu là nhìn lạ mắt với dễ mang. Rồi chị nào chốt đơn thì comment trên like giúp mình anh nha mọi người nha. Chị nào chốt đơn thì comment giùm mình anh. DN42 về thêm đi hả? Chứ cha. DN42 giờ về thêm không kịp á chứ. Mình anh đang tính là lên bộ sưu tập mới, đang cho các bạn sẽ tập trung để lên bộ sưu tập mới. Bộ sưu tập mới cho Tết. Bởi vì là tuần sau là đã hết chuẩn bị hết năm rồi. Tuần sau hết năm rồi, chuẩn bị qua năm mới mình đang lên mẫu đẹp lắm. Hả? Chị Ngọc Thi comment lại giùm em với chị Ngọc Thi nha. Bây giờ em quần bây giờ là em còn size S, size L với lại là size XL. Quần bây giờ em còn 3 size, em coi lại size này, size S đúng rồi, size S, size L và size XL cho mình. Quần còn 3 size, được dồn đơn với like ngày mai không? Ngày mai quần anh không có like chị Phương MB. Chủ nhật tuần sau quần anh mới like cho mọi người nha. Chủ nhật tuần sau là qua năm mới, quần anh sẽ like cho các chị mình đầu năm hoan nghỉ và có rất là nhiều quà cho các chị luôn. Còn ngày mai thì không like, ngày mai mình up một buổi mọi người ơi. Mà up một buổi quần anh đã like cả tuần rồi. Quần là QSX93. Quần là QSX93, hiện tại là quần thì quần anh còn size S, size L và size XL nha. Quần thì còn 3 size. Rồi chị nào chốt đơn thì comment trên like cho quần anh luôn các chị. VSX81 có lên lại không? À dạ không, được chị Hoa Hồng Xuân. Vậy đó thì em không lên lại nữa, đợt này thì gần Tết đó chị. Nên là đợt này em đang cứ lên là lên mẫu cho các chị mình là em khó restock trở lại á. Bởi vì đợt này mà em lên mẫu nào thì em sẽ bán và bán hết luôn mẫu đó, đi đứt luôn. Chứ khó, chưa có lên lại mẫu cũ được. Khi nào mà mẫu nào mà em lên được thì em sẽ báo ở trên fanpage á. Em sẽ đăng hình báo cho mọi người để các chị mình theo dõi. Rồi, chuẩn bị em up like rồi, còn chị nào đặt quần nữa không thì mình comment giùm em. Hết mất tiêu mẫu để like luôn rồi. Hôm nay em like cho các chị mình làm hơi bị nhiều mẫu luôn á, mà em like không còn cái nào luôn á mọi người, hết sạch luôn á. Còn quần luôn á, còn quần này thôi là hết luôn rồi. Hôm nay like bao nhiêu mẫu nhờ? Mười mấy mẫu. Mười mấy cái hết trơn luôn cả nhà, hôm nay like hết trơn. Còn quần thôi, DN90 chị hết luôn rồi Vi ơi. Chắc là chuẩn bị sẽ up like quá à. Sao khách đặt áo dài không vậy nè? Áo dài đâu ra đặt? Áo dài hết đặt mà hết nhận rồi. À áo hả? Thôi chuẩn bị offline Trang, Giang ơi, Trang chuẩn bị offline. Quần em chỉ còn SL, XL thôi nha các chị. Quần hiện tại là còn size S, size L và size XL thôi. Dạ hết mẫu rồi chị Marie Thúy Phụ. Hết luôn. Ui em tự nhiên hôm nay em lên cái nào cái nó hết luôn cái đó chị ơi. Hết luôn rồi. Chậm vía, giờ còn quần à? Chị quần em à? Em của chị quần anh. QSX93 đen em hết rồi nha chị. Chị còn rêu thôi, chị lấy không? Hiện tại là quần em còn màu rêu. Hiện tại là quần còn rêu, các chị lấy rêu thì comment cho quần anh nha. Hiện tại là quần còn rêu. QSX93 còn rêu. Chị Rose Trần ơi, cái DN20 đợi quần anh đăng hình đi. DN20 là cái đồng này chị like đúng không ta? Cái đồng trơn đúng không nhờ? DN20, ui cái DN20 nó về đợt này nữa thôi à, không biết còn vải không.
Rồi bây giờ chúng em tắt la rồi mọi người ơi, còn quần hết chị nào chốt đơn thì chị cảm ơn chị em nha, em còn quần rồi. Em hết trơn luôn á mọi người, em còn cái quần này size S, L và size XL thôi đó. Chị nào chốt đơn quần nữa thì cảm ơn giùm em nha. 3-4 cái nữa thôi. Rồi, hiện tại quần này là mỗi size em chỉ còn 3-4 cái nữa thôi mọi người, áo hết. Còn quần được không? Em còn quần thôi, em hết áo rồi. Hiện tại là còn quần cho các chị mình thôi chứ hết áo rồi cả nhà. Quần này các chị cầm bên cho quần anh là QXX, cho quần anh là QXX90 mọi người nha. Các chị cầm bên quần cho quần anh nha. Quần cả nhà cầm bên là QSX cho quần anh là 90. Nay cuối tuần chúc các em về sớm chơi đôi em vui vẻ. Cảm ơn chị Tiên Nương Dương Thị nha, cảm ơn chị. Mà thật sự là quần anh không có đi chơi luôn á chị. Em không có đi chơi luôn á, trời ơi như bà già vậy á. Nhưng mà già đó, không biết chơi bời gì luôn. Kiểu hả, live xong rồi tới về nhà skin care các kiểu là lên giường là chỉ có ngủ rồi coi phim rồi thôi đó. Chứ ít khi đi chơi lắm. Chỉ có chủ nhật thôi, chủ nhật lâu lâu thì đi cà phê này kia. Hiện tại là còn quần, hiện tại là quần anh còn quần. Chị nào chốt quần thì comment nha. Hiện tại là còn quần. Quần thì còn cho các chị mình là size S nè, size L, với lại là size XL cho mình. Còn 3 size mà mỗi size quần là chỉ còn có mấy cái à. Quần hiện tại là còn có mấy cái à cả nhà ơi. Rồi không gian quần là QSX93, nghe đi ăn đêm suốt à? Có ăn đêm thì có, ăn đêm thì có, không nhận em ăn đêm nhiều thật. Đúng là nói ăn đêm gì ta. Ủa sao chị nghe biết em đi ăn đêm? Yến Mập nói đúng không? Yến Hot Girl nói đúng không chị? Không mà bình thường em hay đi ăn đêm thiệt. Em biết sao á, cái cơ địa của em nó là sao á, em ăn khuya kinh lắm mà vẫn không mập. Quần là QSX93. Ui cát lên nước bỏ vô cho mắt để đắp nữa. Để mình dùng cát luôn. Quần là QSX93 giùm em. Hiện tại là quần em còn size S, size L và size XL. Quần hiện tại là còn 3 size, size S, size L và size XL nha. Mấy mẫu đầu line mình đặt nhưng không thể sắp phản hồi hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Hỏi chị Hoài Thương hồi nãy mình đặt nhanh tay không? Hay là mình đặt mình comment nhanh không? Bởi vì mẫu hôm nay số lượng cũng không có nhiều á. Ở hôm nay cứ mỗi mẫu thì lên tầm có 200, 150 à, không có nhiều. Để coi Quỳnh Anh coi có vải hoa đầm đẹp đẹp không rồi lên tiếp cho mọi người. Ok, bây giờ Quỳnh Anh sẽ up livestream luôn mọi người nha. Bây giờ chuẩn bị sẽ up live luôn cả nhà ơi. Chị Tiên Nương Dương Thị rủ đi ăn bánh tráng nướng. Ủa sao chị Tiên Nương Dương Thị biết hay vậy ta? Chị ai rủ không Yến mà còn bảo đi ăn bánh tráng nướng. Sao khách biết hết trơn rồi trời. Rồi chị nào chốt đơn thì comment trên live dùng Quỳnh Anh nha mọi người. Các chị comment cho Quỳnh Anh nha. Trả lời chị với nè chị Hồng Lan. Áo hiện tại hết rồi chị, áo em hết rồi. Em coi chị Hồng Lan, comment của chị Hồng Lan dùm chị với. Quỳnh Anh ơi, có về DN42 để mặc tốt không? DN42 mẫu nào nhờ chị quên mất tiêu. Ừ nhiều mã quá chị quên mất tiêu. Cái DN42 nó xem mẫu gì nhờ. DN42 mẫu nào nhỉ? Cái không gian nó lắm. À cái đây là đầm số thái không? Đầm số thái không về nữa, đầm số thái không về nữa. Về mẫu mới. Dạ DN42 Quỳnh Anh không về nữa, đầm số thái đúng không? Dạ không chị, không về nữa. Rồi ok, bây giờ Quỳnh Anh sẽ tắt livestream luôn các chị nha. Sẽ offline luôn cả nhà ơi, tạm biệt các chị yêu của mình nè. Và không chị đang chốt quần nữa thì mình đang offline nha. Bởi vì là hôm nay mình đang like là không còn mẫu nào nữa luôn. Hết trơn luôn rồi, trên sào không còn luôn. À khi nào mà like áo dài nữa thì mình đang sẽ thông báo ở trên fanpage cho các chị mình á. Sẽ thông báo trên fanpage cho mọi người trước ngày, trước buổi like. Rồi tạm biệt các chị yêu của mình nha. Và bây giờ mình đang tắt like đây, tạm biệt mọi người. Và ngày hôm nay là Noel nên là mình đang chúc tất cả các chị yêu của mình khách tu tu có một ngày Noel thật là vui và ấm cúng với gia đình nhé. Bye bye mọi người.